Chúa ôm Amen, cảm ơn Chúa. Của những con trời ôm cả ngày rất nhiều vì tình yêu của Ngài cho ôi chúng đổi cho chúng con cho và ôi Chúa danh Ngài cho danh Ngài cho ôi chúng con muốn ôi đến ôi để chúng con hầu việc Ngài một cách hết lòng ôi để chúng con cấp đời việc ôi để con muốn biết về Ngài nhiều hơn hơn, con muốn biết được ôi sự nhiều, sự to ra, sự quyền năng, ôi lòng yêu thương sẽ từ sự sống của Ngài, ôi con cảm nhận được những điều đó, biết rằng con muốn biết được Ngài, ôi biết được Ngài, con tim mong tôi cao cứ sao danh Ngài cho con lặng yên để tôi thân thầy vì con luôn muốn bên Ngài Ngài chính nơi thầy và khi đây chân Chúa lòng yêu mến Chúa Chúa của đời này lòng con cái Chúa cha ngồi lòng nguyện lời tôn vinh con khi cha đẹp lòng cảm ơn Chúa con chỉ mong tôi cao tận ngài vì giờ con làm yên đến trước ngôi hạnh thần vì con luôn con muốn bên ngài tại chính nơi thầy này và khi đây chân Chúa lòng yêu mến Chúa xuân cùng cuộc đời này lòng con nguyện lời tôn vinh con khiến cha đẹp lòng nguyện lời tôn vinh con khiến cha đẹp lòng cảm ơn Chúa, amen. Con mong tôn cao danh Ngài, giờ con lòng yên lòng con chỉ mong tôn cao danh Ngài. Là con lắng trên trước ngôi thánh ngôi thánh ngài luôn muốn con bên ngài tại chính nơi này mà quỳ đây đây lòng yêu Chúa suốt cuộc đời này đời các cháu chỉ mong cha vui lòng nguyện lời tôn vinh con cha đẹp lòng nguyện lời tôn vinh con kiên con kiên cha đẹp lòng vinh con kiên cha đẹp lòng lời tôn vinh con khiến cha đẹp lòng Chúa đã chọn con cha ô ngài đã dạy dỗ những con cả
Ô khi mà cha các ngươi được hiện hiện, đó là khi mà chúng ngươi ra nhiều trái cha. Ôi nên xin Amen. Ôi con được ra nhiều trái trong ngày cha. Ôi để em tìm mà ngài giảm bảo con trời nó được sinh sản ra cho chúng con cha. Ôi sinh sản ra cho vì nước trời cha. Ôi để những chấp cha cha. Ôi những cái chất linh của ngài nó được tạo luôn ở trên chúng con cha. Ôi để chúng con những điều đó mà chúng con làm những gì trong ngày cha. Ôi những điều đó mà chúng con. Ôi chúng con làm thế này. Thế gian này. Ôi con cảm thấy rất nhiều sơ xin hãy giúp con để con chỉ ca ngợi ngài ngợi khen ngài và mong miếng của mình cha. Ôi nhưng mà con ngợi khen ngài cả các việc làm của chúng con, cả tấm lòng của con, cả linh hồn và con người của chúng con. Cảm ơn Chúa ơi. Cảm ơn Chúa. Amen. Ôi Chúa con. Toàn nan thay Chúa ơi dễ sinh năng quyền Chúa năng ơi dễ dàng con ngày đêm Toàn nan thay Chúa Mà đi cha lô ba ta xuân ngày đêm Chê xu năng nguyện Đến hết năng nguyện Đáp lời mọi điều vừa có suy lòng có Chê xu năng nguyện Chúa năng nguyện Chịu con đi cha ngày đêm luôn đỡ dân sát chúc sức con ngày đêm toàn bàn thay Chúa mỗi đi cha luôn bao phước dân sát chúc ngày đêm Jesus nang nguyện trên nang nguyện đáp lời điều Jesus nang Dìu con đi trong đi cha ok nè chúa đi cha con cha tôi xin là yêu con đi là cha ô con biết là con chẳng là gì hết cha chú cả ô cả cha cha ô mà thấy phía mình đã hát trở nên ô có thể ngợi ca ngợi cha muốn chi là chúng con cha ô thì chúng con cần khăn vì những gì mà hành động cho chúng con sao? Ôi chúng con không làm được suy của mình sao? Ôi nhưng mà phải những gì chúng con làm đều là sức toàn năng của thần mẹ đã tạo động. Ôi khi con đợi khen ngài, ôi khi con làm được những việc mà ngài làm sao? Ôi chúa con ha, ôi vì ngài toàn năng sao? Ôi vì ngài nói, ôi con người là không thể đâu, mọi việc đều có thể sao? Con cảm thấy con biết là ông toàn năng nhiều như thế nào. Ô ngài có thể thay đổi mọi thứ như thế nào chứ. Ô ngài có thể khiến điều xấu xa từ những sinh này con chứ. Ô để khiến cho nó trở nên cẩn thận trong con. Sự cao sâu của ngài như thế nào sao. Ô dù trong hoàn cảnh đó, đối với con người người ta thấy ô toàn là những điều gì đó nó không có tốt đẹp nhưng mà nó vẫn trong sự kiểm soát của ngài cha. Ô vì ngài biến mọi thứ mọi vật cha hiệp lại đều có ích cho những người yêu mến ngài cha.
Con cảm ơn rất nhiều Chúa con. Ô Chúa con, ô hôm nay con cầu nguyện cho ô dân tộc của mình, ở hội thánh của mình cha. Ô cầu nguyện cho ô những hội thánh trên thế giới cha. Ô con cầu nguyện cho thân thể của ngài cha, ô cho đoàn giao của ngài cha. Ô đang xin nguyện cho con. Ô để con hiệp thành, ô để con giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau cha. Ô để chúng con, ô là một hội thánh để Chúa trong thân thể của ngài cha. Ô cảm ngài rất nhiều Chúa con. Hôm nay chúng con dân ngài Chúa ơi, để thân dân tâm con hiệp lại trong mỗi tâm lòng, để vì tiếng Chúa ta soi qua chúng con, người người sẽ biết là chính của Giê-xu này ăn với tôi, ta cùng chúng con. Giê-xu khắp trần gian và giờ đây chúng con để làm cho chúng con trên trong ngày, người người sẽ biết ngài là chính của Giê-xu cùng hiệp nhau nơi tay trong tay chiến dân cha nhân mỗi chúng con trong dân ngài, người tình yêu của Chúa kể chung cộng nhà một cùng hiệp nhau nơi đây. Chúng con dễ khắc tâm dân ta, và giờ đây chúng con xin ngài làm cho chúng con nên trong ngài, người người sẽ biết ngài là chính vua Jesus. Cùng hiệp nhau nơi đây mọi người cùng nhau tay trong tay Amen. Ôi Chúa con, ôi xin ngài cứ hành động trên mỗi chúng con cha. Ôi xin ngài cứ hành động trên mỗi chúng con cha. Ôi xin ngài giúp con hạnh. Ôi hỏi hết tất cả những cái điều gì đó trong tấm lòng con xuống cho. Ôi để cho không có một cái sự rào cản nào hết, không có một cái sự ngăn cản hết trong mối liên hệ của thân thể của ngài sao. Ôi để chúng con cái sạch. Ôi chúng con để cho dòng huyết thánh của ngài ô tung tung chảy thân thể của ngài cha. Ôi để mẫu chúng con đều được sự bảo vệ che chở của cái dòng huyết của ngài cha. Mẫu chúng con được đổi mới cha, được nuôi dưỡng bởi dòng huyết của ngài cha. Ôi mẫu chúng con được Chúa chăm sóc cha, được Chúa đổi mới mỗi ngày. Ôi được Chúa bảo vệ và gọi là khiến dòng con có được kháng thể để bảo vệ chúng con trước khỏi thế gian này cha. Ôi là những sự dơ bẩn nào đó ở trong lòng của chúng con cha. Ô dòng huyết của ngài khiến cho mọi thứ trở nên trong sạch cha. Ô khiến cho mọi chúng con cái hiệp lẫn nhau phát bền chặt cha. Ô cảm ơn rất nhiều vì mọi chúng con ô là một thành phần không thể thiếu trong thân thể của ngài cha. Ô để chúng con khiến cho thân thể của ngài, khiến cho hậu thánh của ngài cha ô trở nên vững chắc cha.
Ôi đấng con thật sự là một phần lâu dài của Ngài sao? Có một Amen. Phần và tục và hành động trong việc xây dựng lại trục nền để học trên thế gian này sao? Ôi cảm ơn con nhiều Chúa. Ôi xin mời tất cả anh chị em ta cùng cầu nguyện. Ôi đấng Chúa. Amen. 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 Dạ anh Chúa. Hallelujah, 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 kapakata kasakusa papa, hallelujah, 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 kapakata kasakusa papa, hallelujah, 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 kapakata kasakusa papa, hallelujah. Hallelujah, 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 Hội Thánh Trời thương của Ngài trên đất nước Việt Nam của chúng con đang được mở rộng ra trong tấm lòng của chúng con. Chúa ơi, cảm ơn Ngài rất là nhiều. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ôi Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng con được nhận biết Ngài trong Hội Thánh Trời thương này. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa vì những công việc của Ngài đang cho phép xảy ra trên đất nước Việt Nam của chúng con. Đó là một bài học quý giá. Xin Chúa dạy dỗ chỉ bảo cho chúng con để chúng con được sâu nhiệm hơn về sự dạy dỗ của Chúa. Chúa ơi, để lấy ra được những bài học để chúng con phát triển cho đất nước Việt Nam của chúng con, biết được danh của Ngài, Chúa ơi, biết được vương quốc nước trời của Ngài trên đất nước Việt Nam của chúng con. Ôi cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Hallelujah, 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 hallelujah. Ôi Chúa ơi, những gì Ngài cho phép xảy ra thì điều đó là tốt, Chúa ơi. Thì xin cho Chúa cho chúng con nhìn thấy những điều tốt mà Chúa đang dạy dỗ chúng con đó, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Cảm ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài, Ngài ban cho chúng con luôn luôn tươi mới trong Ngài, luôn luôn, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, Ngài ban cho chúng con những đôi mắt, những ánh mắt, nhìn những suy nghĩ, những tâm tư. Ôi về Ngài, Chúa ơi, về những điều tốt đẹp nơi Ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi. Đi với Ngài, Chúa ơi. Chúng con không có một lo toan hay sợ hãi một cái gì hết, Chúa ơi. Những cái điều gì xảy ra trên đời sống của chúng con, ôi chúng con biến nó thành phước hạnh của Ngài, Chúa ơi, biến thành vinh quang của Ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 kapakata kasakasa papa, hallelujah. Chúa ơi, hôm nay là sinh nhật của mục sư của chúng con, mục sư Nguyễn Mạnh Cường của chúng con. Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều vì ngày này Chúa đã ngày này năm đó Chúa đã đặt để trên đất nước Việt Nam của chúng con một người được sinh ra, Chúa ơi, và ngày hôm nay là mục sư của chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con đi trong Ngài, chúng con biết rằng ôi những gì mà những ai mà yêu mến Ngài và theo đuổi Ngài thì Chúa sẽ đặt để những điều tốt đẹp và lớn lao. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều vì chúng con đón nhận điều đó từ mục sư kính yêu của chúng con, Chúa ơi, và con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Con cũng cảm tạ cho đất nước Việt Nam của chúng con, Chúa ơi, được đón nhận một mục sư, Chúa ơi, mang tin lành nước trời của Ngài đến đất nước Việt Nam của chúng con, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi, vì đó là một sự tốt lành nhất mà đất nước Việt Nam của chúng con được đón nhận, đó là Ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa. Hallelujah, 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 hallelujah. Ôi Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa, Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa đón nhận tấm lòng của chúng con dâng lên với Ngài, Chúa ơi, trên ngày sinh nhật của mục sư kính yêu của chúng con, Chúa ơi. Và chúng con chúc cho mục sư kính yêu của chúng con, Chúa ơi, vững vàng mạnh mẽ trong Ngài luôn luôn, Chúa ơi, luôn 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 mạnh mẽ trong Chúa và luôn luôn cho và luôn luôn hòa quyện với chúng con, Chúa ơi. Và chúng con cũng luôn luôn hòa quyện với mục sư để dâng lên những lời cảm tạ biết ơn Chúa và tìm kiếm mặt Ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Hallelujah, 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 hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ôi Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa, con chúc cho mục sư của chúng con luôn luôn tươi mới, luôn luôn tươi mới, luôn luôn tươi mới, luôn luôn cười sinh, Chúa ơi. Luôn luôn được chúng con luôn luôn được lắng nghe tiếng của Ngài trên mục sư của chúng con, Chúa ơi. Luôn luôn tươi vui cùng hòa quyện với Ngài trong tình yêu của Ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Yêu Ngài nhiều lắm, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa. Hallelujah, 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 hallelujah. Cảm ơn Chúa. Amen.
Happy New Year. Yeah. Cảm ơn Happy Birthday. Dễ thương. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn. Là Đức Chúa Trời của chúng con. Bây giờ cảm ơn rất nhiều vì những gì mà Ngài đã làm cho đời sống của chúng con. Ô, Ngài đã tạo dựng lấy mẫu anh chị em của chúng con. Ô, Ngài dẫn dắt chúng con, cho chúng con ở dưới sự bảo vệ của ba mẹ chúng con. Và sau đó cho chúng con được nhận biết về Ngài sao. Ô, được sự bảo vệ trực tiếp từ Ngài sao. Cảm ơn Ngài rất nhiều sao. Ô, đến bây giờ chúng con nhận được sự hướng dẫn của Ngài sao. Ô, chúng con biết rằng chúng con là một phần của thân thể Ngài sao. Ôi chúng con lục phần cho thân thể cho hội thánh của Ngài sơ. Ôi chúng con là đại sứ quán của Ngài sơ. Ôi cảm Ngài rất nhiều vì Ngài đã bày tỏ những điều đó cho chúng con sơ. Ôi để chúng con biết rằng ôi chúng con gần như là ô bộ mặt của Ngài sơ. Ôi để chúng con bày tỏ ra cho thế gian này sơ. Ôi biết về chính Ngài sơ. Biết về chính Đức Chúa Trời chúng con sống động và quyền năng như thế nào sơ. Ôi xin Ngài giúp chúng con sơ. Ôi để chúng con, ôi chúng con hiệp nhất với tất cả những anh chị em khác cha. Ôi để chúng con đem những cái sự bày tỏ của Ngài, những sự dạy dỗ của Ngài, những điều Ngài đã giúp chúng con trải nghiệm qua, những kinh nghiệm Ngài đã dạy bảo chúng con. Ôi những lẽ thật, những giá trị lẽ thật mà Ngài đã xây dựng trên đời sống con, để con biết bày tỏ ra cho những anh em của mình cha. Ôi để chúng con, ôi con được ở bên Ngài cha. Ôi để chúng con không có khoe mình về những điều trong thế gian này, nhưng mà chỉ khoe mình trong Chúa rồi sao. Ôi chúng con khoe rằng ôi Chúa đã giúp đỡ chúng con nhiều thế nào sao. Ôi con khoe rằng Ngài đã thay đổi cuộc đời chúng con từ một con người rất tầm thường trong thế gian này, Ngài để đem chúng con trở nên những con người phi thường sao. Ôi Ngài khiến chúng con hiểu được chỗ đứng của chúng con sao. Hiểu được chúng con là những người mà đứng bên cạnh Ngài sao. Ôi ngồi bên cạnh Ngài sao. Và ôi chúng con là những người mà Ngài đã sắm sẵn cho những cái ngồi chơi để chúng con mà đọt lái xa. Ôi để cai quản những cái sự miền đất hứa mà Ngài đã dành sẵn ra. Ôi việc quan trọng nhất là chúng con cần phải nhận biết Ngài đó hơn chứ. Ôi để biết được, ôi để hoàn thành được những thì mới có thể đọt được cái ngôi đó mà Ngài đã dành sẵn trong con cha. Ôi vì chỉ khi chúng con trưởng thành cha, ôi khi thân thể hậu thánh đấng rít của Chúa trưởng thành cha, thì Ngài sẽ cho họ ô những quyền năng của Ngài sao. Họ sẽ, Ngài sẽ cho họ thật sự là những người ô sẽ đặt để trụ về này lẽ thật cho không chỉ trên thế gian này mà toàn hỏi cõi vũ trụ này sao, còn cõi sáng tạo này sao. Ô cảm Ngài rất nhiều Chúa con. Ô xin Ngài hãy giúp đỡ ô mỗi chúng con, mỗi là thành phần trong thân thể Ngài sao. Ô để chúng con, ô chúng con trước hết chúng con biết ô sự quan trọng ở của bản thân mình, và sau đó chúng con bày tỏ những điều đó ra và cho những người khác cũng biết được ô sự quan trọng của họ trong thân thể của Đấng Christ. Ôi để mỗi chúng con không có đi chặt khỏi cái sự dẫn dắt của Ngài sao. Ôi để chúng con không có rời bỏ cái chức năng trong thân thể của Ngài sao. Ôi để mỗi chúng con hoàn thành tốt những gì mà Chúa giao phó cho chúng con sao. Ôi để chúng con khiến cho thân thể hậu thánh của Chúa cha được sống danh cha. Ô vì tất cả những quan cai trị sẽ đến mà học hỏi sự dạy dỗ của con cha. Ô tất cả những vị vua, tất cả những hoàng hậu sẽ đến mà nghe những sự khôn ngoan của chúng con cha. Ô nên xin Ngài giúp con cha. Ô giúp hậu thánh của Ngài cha. Ô để họ rèn luyện trên một thân mình cha. Ô để họ tiếp nhận những sự bài kiểm tra của Ngài cha. Ôi những những sự rèn luyện của Ngài cha. Ôi để Ngài sử dụng lửa của Ngài mà nung chảy tất cả những cái cáo cặn nào đó trong thân thể của Ngài cha, để cho những gì mà thân thể, những gì mà Ngài đã dạy nói là lời Chúa được luyện qua 7 lần cha. Chính đời sống của con, chính thân thể của Ngài cũng được luyện ra 7 lần cha. Ôi để sao những cái sự không còn có điều gì đó nó còn gọi là có sự dính díu bẩn thỉu của thế gian này ra, nhưng mà tất cả mọi thứ nó đều hiệp lại một cách thanh sạch, công bình, thánh khiết cha. Yêu thương cha. Để cho hậu thánh của Ngài sơ được trọn vẹn trước mặt Ngài cha. Chúng con luôn luôn tìm kiếm những sự
làm vui lòng Ngài cha. Ô tìm kiếm những điều mà làm vinh hiển Ngài cha. Ô tìm kiếm những điều mà ô sẽ làm cho nước của trời được lan rộng và lan rộng ra cha. Ô nên xin Ngài, ô hãy thúc đẩy, hãy đặt để đó trong tâm trí, cảm xúc, tấm lòng con cha. Ô để chúng con mỗi ngày con đều hay mình, hay sức, hay trí khôn của mình. Ô để vâng theo Chúa cha. Ô để chúng con được trọn vẹn trước mặt Ngài cha. Ô xin Ngài giúp đỡ chúng con. Ôn cảm Ngài rất nhiều Chúa con. Ôi xin Ngài ở cùng Hội Thánh, Hội Thánh chúng con cha, Hội Thánh trời thương cho ô sự thương xót của Ngài cha. Ôi chúng con là cái ao Bethesda của Ngài cha, là nơi mà chúng con sẽ làm cho cái ao đó ô nó được động liên tục cha. Ô để bất cứ ai mà chúng con xô họ vào cha, ô chúng con kéo họ vào cha. Ô khi mà họ vào cái ao đó cha, ô họ sẽ được chữa lành cha, họ sẽ được Chúa cứu giúp cha. Ôi sao và họ sẽ không còn phải nương nhờ vào chính chúng con hay nương nhờ vào ai khác cha, nhưng mà họ sẽ nương nhờ trực tiếp vào Chúa cha, để ô để họ không chỉ trở thành người được cứu giúp mà họ sẽ là những người để cứu giúp người khác nữa cha. Ô nên xin Ngài giúp cho chúng con cha. Ô để cho 360 những con người sẽ làm nên lịch sử cha. Ô xin Ngài hãy giúp đỡ ô những con người đó cha. Ôi để cho họ được nhận chúng con cha. Ô họ biết đến chúng con cha. Ô và họ tìm kiếm chúng con cha, và chúng con tìm kiếm được thấy họ cha. Ô để kéo họ vào cái ao đó cha. Ô để rửa sạch họ cha. Ô để dạy dỗ họ cha. Ô để đặt để những lẽ thật của Chúa và bày tỏ nó ra trong Hội Thánh của Ngài cha. Ô để họ trở nên những con người ảnh hưởng đến xã hội này cha. Ô trở nên con người, một con người mà ôi Chúa nói rằng người nhỏ yếu nhất trong họ sẽ trở nên 1000 cha. Ô nên xin Ngài giúp đỡ, ô giúp đỡ con, giúp đỡ những con người mà Chúa đã chọn cho. Ô để chúng con họ ôi được sớm chạy đến cái ao của Ngài cha. Ôi sớm nhìn thấy cái ao của Ngài cha. Và chính chúng con đây cho ô mỗi chúng con phải làm sao ô để cái ao của Ngài được phải nhiều tiếng phan cha. Ô để nhiều người biết đến cha, để họ chạy đến cha. Ô Chúa con xin Ngài giúp chúng con cha. Vì ô chúng con ô, vẫn còn nhiều điều cần phải học, nhiều điều cần phải làm cha. Ô nhiều điều ô chúng con cần phải khi thay đổi cha, để ô khiến cho cái sự ô, sự quyền năng của Ngài nó không bị gián đoạn, nó không bị bởi những sự yếu kém của chúng con, bởi những sự không vâng phục chúng con mà nó ngăn cản những cái quyền năng, ngăn cản những cái sự vận hành của Ngài trên đời sống con cha. Ô để quyền năng này nó không được hành động một cách triệt để cha. Ô nên xin Ngài giúp con hãy loại bỏ những điều gì đó ô còn ngăn cản ô chính Ngài đang hành động trên đời sống con. Ô để chúng con ô để quyền năng này thật sự hành động một cách trọn vẹn cho chúng con cha. Ô để cái anh biết tích đa của Ngài cha, ô được sống danh cha. Ô cả Ngài rất nhiều Chúa con ơi. Ô xin Ngài hãy cùng mục sư ô của chúng con cha. Ô mục sư con là người Chúa đã đặt để ô để tìm kiếm thấy được cái khải tượng mà Ngài đã đưa cho Hội Thánh cha. Ô sớm con là người đã là người khởi đầu chơi, và chúng con ô những con cái của sơ chơi là những người kết thúc những cái sứ mạng mà Ngài đã đem cho con cha. Ô nên xin Ngài giúp con cha. Ô để ô chúng con nhận lấy những điều này cha. Ô nó không chỉ là điều mà ô chào Thánh, nhưng mà nó là điều mà Chúa ban cho chính mẫu chúng con nữa cha. Ô để con nhận thức được rằng ô chúng con một phần không thể thiếu trong đó cha. Ô để chúng con nhận lấy khải tượng sự dạy dỗ của Ngài cha. Ô để con đem điều này ra cha. Ô để cho mẫu chúng con chơi trước hết là những người ô sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác cha. Ô cảm Ngài rất nhiều Chúa con ơi. Ô xin Ngài hãy giúp đỡ, hãy dạy bảo, hãy bày tỏ quyền năng của Ngài. Ô trên chính chúng con cha. Ô cả Ngài rất nhiều Chúa con. Ô xin Ngài hả ở cùng các Hội Thánh khác nữa cha. Ô những Hội Thánh Chúa đã lập nên cha. Ô họ cũng trung thành với những khái tượng mà Chúa đã trao cho họ cha. Ô để cho ô tất cả những Hội Thánh ô đều có một mà sự trung tín trong sự giáo phó của Ngài cha. Ôi để mẫu chúng con đều có công việc cha. Ôi để cho các thiên sứ của Ngài nữa cha, họ không gọi là trở nên nhầm rõ cha. Ôi vì tất cả những con trưởng nam của Ngài, ôi họ đang hành động cha. Ôi và phán bảo những thiên sứ hành động cha. Ôi cả Ngài rất nhiều Chúa con.
Ô xin ngài đấng thần tại ô từ không ngon thần không ngon không son thần kính sợ kêu ra của ngài trên tất cả các hội thánh cha. Ô những hội thánh ô sẽ nhận biết ngài một cách rõ ràng hơn cho ô hiểu biết được sự thay đổi của ngài trong những ngày cuối này cha. Ô để biết mà thay đổi cái cách làm cũ kỹ truyền thống của mình cha và không có hầu việc Chúa ở trong bốn bức tường cha nhưng mà đi ra ngồi cha. Ô đi ra ngồi và chiếm lấy các cửa gọi là các cửa thành cha. Ô trở nên những con người mà dám dạy cha. Cảm ơn Chúa. Ô để đem tin lành của Chúa để lan tỏa sự ảnh hưởng của tin lành của Chúa, tin lành nước trời cha. Ô ra toàn thể thế gian này cha. Ô vì chúng con, ô tất cả chúng con này hướng đến việc là ô chờ đợi ngài Chúa trở lại cha. Ô chính chúng con là những người mà phải có trách nhiệm, những người mà góp phần trong công việc đó cha. Ô nếu chúng con lười biếng, nếu chúng con trở nên thiếu trung tín, nếu chúng con trở nên bị gọi là bỏ mất chức việc của mình cha. Ô thì cái sự đau đớn, sự khổ cực của thế gian này nó sẽ càng kéo dài ra cha. Ô nên xin ngài giúp con cha. Ô để con nhận thức được điều đó cha. Ô vì tất cả chúng con đều không muốn ô những cái sự đau đớn, những cái sự cực khổ, những cái sự khóc lóc của tất cả những cái sinh vật tạo vật trên thế gian này nó phải chờ đợi ô ngài mà kết thúc những sự đau khổ của nó cha. Ô nên xin ngài giúp con cha. Ô để chúng con ô nhìn thấy được những điều xa xôi đó cha. Ô để con không có chỉ gọi là chuẩn bị những điều chỉ hiện tại cha. Ô nhưng mà chúng con chuẩn bị những điều lâu dài cha. Ô những cái hạt lâu dài cha. Ô những công việc lâu dài cha. Ô để hoàn thành, để đến được cái đích. Ô đem sự trở lại của Chúa ngày càng gần hơn cha. Ô cảm ngài rất nhiều Chúa con. Ô cảm ngài rất nhiều Chúa con. Ô xin ngài hãy thêm sức hướng dẫn bảo chúng con cha. Ô ngài có của ngài thân thể của Đấng Christ. Ô nên cho ngài cha. Ô để ngài ô sẽ dẫn dắt hội thánh của ngài cha. Ô vì ngài là chồng của hậu thánh của ngài sa, ô ngài sẽ bảo vệ và che chở và hướng dẫn hậu thánh đằng giao của ngài sa, ô để cho nên ngài càng tinh sạch và trưởng thành cha, ô để xứng đáng với chàng lễ của mình cha, ô cả ngài rất nhiều Chúa con, ô cũng giao có tất cả anh chị em con cho ngài con một nguyện danh Chúa Jesus, amen. 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 Ô để cha yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm tạ ngợi khen ngài, tình yêu của ngài tuôn đổ trên chúng con, lòng thương xót của ngài tràn ngập trên chúng con. Ôi Chúa ơi, con cảm ơn ngài, ngài yêu chúng con, ngài đặt cho chúng con một hội thánh trời thương trong Đấng Christ. Chúng con là nàng dâu của Chúa Giêsu, ngài đã cưới chúng con và mua chuộc chúng con qua huyết của ngài. Ôi cảm ơn Chúa, xin Chúa dầu đầy dậy trên hội thánh chúng con. Ôi, tuy hội thánh chúng con nhỏ bé nhưng đối với Chúa chúng con rất là lớn, Chúa ơi, vì sự sống của ngài đang ở trong chúng con, Chúa ơi. Chúa đang cắt cử anh chị em chúng con đem tin mừng Đức Trời đến cho mọi người, và mọi người sẽ nhận biết chúng con là môn đệ của ngài và là chúng con yêu thương nhau, Chúa ơi. Ôi Chúa Thánh Linh, ngài cùng hoạt động trong chúng con, ngài là đứng làm cho chúng con được mạnh mẽ, ngài khai mở cho chúng con bước vào ân điển của cha. Cảm ơn Chúa, xin Chúa giúp sức cho chúng con để chúng con đứng vững trong chức vụ cho chúng con và thầy tế lễ. Cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện cho các hội thánh, cho hội thánh địa phương, cho hội thánh toàn cầu, cho hội thánh tại Việt Nam, hội thánh Công giáo. Ô xin Chúa chúc phước cho họ nhận được sứ điệp của ngài, Chúa ơi, để họ lo chăm sóc hội thánh của ngài theo đúng đường lối của ngài, Chúa ơi, không theo ý họ nữa. Họ phải biết rằng hội thánh là cô dâu của ngài, họ phải lo chăm sóc cho cô dâu của ngài, trang bị cho cô dâu của ngài bằng thức ăn, những thức ăn thiêng liêng chính là lời của ngài, chứ không phải những lời của họ, những giáo lý, giáo điều của họ. Ôi Chúa ơi, xin thần của ngài dẫn dắt họ, điều khiển tâm trí họ để họ sáng ra những điều này, để họ nhận biết được là Chúa đang dùng họ để chăm sóc hội thánh của Chúa. Chúng cảm ơn Chúa, chúng con mang danh là Chúa Giêsu,
mang danh Chúa Giêsu để trong lòng chúng con, để chúng con là hội thánh, là cô dâu của Ngài, thì xin Chúa hãy sửa dạy chúng con, tra xét lòng chúng con, xem xét lòng chúng con còn có những gian ác nào còn ở trong chúng con. Xin Ngài lấy ra khỏi chúng con, Chúa, vì chúng con không cần những thứ đó ở trong chúng con. Chúng con cần đến Ngài đầy dậy trong chúng con, Chúa, để Chúa để chúng con phải có tính cách của Ngài. Nếu chúng con không có Ngài, chúng con không làm gì được gì, Chúa, vì bản tính của chúng con rất là yếu đuối, để dễ bị sa ngã. Chúng con cần đến Ngài. Nếu không có Ngài, chúng con sẽ đánh mất tình yêu ban đầu mà Chúa đã dành cho chúng con. Chúa ơi, chúng con phải bỏ các ăn nết ở ngày trước, thoát lối người cũ, là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, Chúa ơi. Ôi, khi chúng con phát ra những lời cầu nguyện ăn năn, Chúa đã tha thứ cho chúng con hết mọi điều tội lỗi và viết tên chúng con vào trong sách sự sống của Ngài. Ôi, nơi đó không có một nét gạch xóa nào trên chúng con. Ôi Chúa ơi, một khi chúng con được đóng ấn thì không có quyền lực nào xóa khỏi chúng con được. Xin bởi vì Chúa đã ghi ấn trong chúng con rồi. Xin Chúa, xin cho chúng con hết lòng với Ngài, Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, xin khi chúng con được làm con của Ngài thì chúng con cho phép Ngài sửa dạy chúng con nữa đi. Đừng để chúng con hư đốn. Ngài yêu chúng con, Ngài mới cho roi cho vọt, như chúng con đã từng dạy con cái của chúng con hồi còn bé. Nhưng cách dạy của chúng con theo tư tưởng của chúng con, theo con người, theo những sự gật bắt gỏng nóng nảy của chúng con, theo những cơn giận dữ của chúng con, đã làm cho chúng phải hư đốn. Ôi Chúa ơi, chúng con xin sám hối trước mặt Ngài. Nhưng thứ đó nó phải ra khỏi chúng con, nó không có thể nào ở lại trong chúng con được nữa. Trong lúc này, vì chúng con là chức thầy tế lễ của Ngài, phải có tính cách của Ngài là yêu thương mềm mại. Ôi Chúa ơi, một khi chúng con ăn năn sám hối trước mặt Ngài thì ân điển của Ngài đổ trên chúng con, trên con cái chúng con nữa, trên đứa con cầu nguyện cho con trai út của chúng con. Một đứa con tên là Alan, nó có bản tính nóng này giống như chúng con vậy. Ôi, một khi chúng con có tính cách của Ngài là yêu thương mềm mại thì con tin rằng nó cũng mềm mại như Chúa ơi. Xin Chúa hãy giúp nó, cứu con cái của chúng con. Ô chính Chúa là ao Bethesda, chúng con hãy nhận, chúng con nhận chìm các con của chúng con vào đó để chúng được sạch từ trong ra ngoài. Chữa lành cho con gái của chúng con khỏi cái tính giới tính không phải là của nó, vì Chúa đã tạo dựng nên nó là một đứa con gái xinh đẹp, còn tin với quyền năng của Ngài. Chúa sẽ lấy lại những cái gen nào đã bị đánh mất ở nơi Helen, Chúa ơi. Ồ, nó đang bị lộn xộn, nó không nhận ra cái giới tính của nó, nhưng con tin ồ Ngài sẽ xếp đặt những trật tự, những tế bào, những tư tưởng, những hành động, cử chỉ để Helen làm đứa con bình thường. Nó sẽ nhận ra nó là ai, Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa, con tin rằng với quyền năng của Chúa sẽ cứu lấy các con của con ra khỏi vũng đầy tội lỗi đó. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Con ngày hôm nay chúng con cùng nhau dâng lên Ngài, cùng cầu nguyện cho giáo sư của chúng con. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của giáo sư. Chúa đã yêu thương ông và đã gìn giữ ông trong 49 năm qua. Này, Ngài độ tràn đầy đức thánh linh của Ngài. Xin Chúa chúc phước cho ông, sức giàu cho ông, để ông tiếp tục rao sứ điệp của Ngài cho mọi người. Những tình yêu lẽ thật, những tin mừng nước trời và nhiều như khác nữa. Cảm ơn Chúa. Còn dạo dâng lên Chúa cho Ngài mục sư của chúng con, để Ngài xin Ngài yêu ông bà đổ tràn đầy tình yêu của Ngài trên ông. Cảm ơn Chúa trong buổi tối hôm nay. Xin Chúa chúc phước cho anh chị em chúng con trong tràn đầy. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa chung.
lạy Cha là Thiên Chúa của chúng con. Con cảm tạ ngợi Thiên Cha. Con cảm ơn Ngài vì thần của Ngài đổ vào chúng con, để linh hồn chúng con được sống, để biết ca ngợi Chúa ngày đêm. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi Thiên Chúa vì các phán quyết của Ngài để giúp đỡ cho chúng con trong những thời cuối cùng này. Nguyện tay của Ngài phù hộ chúng con, để chúng con khi chúng con đã chọn đi theo luật lệ của Ngài, đi theo Ngài và giữ các điều răn của Ngài, thì chúng con tiếp tục bước đi không ngần ngại, không sợ hãi. Chúa ơi, nguyện cho môi miệng của chúng con luôn tuôn trào lời ca ngợi Chúa, vì Chúa dạy con tất cả những điều mà Chúa cao đẹp nhất của Chúa, Chúa đã truyền dạy cho chúng con. Và tất cả những điều mà Ngài làm cho chúng con, để chúng con trở nên công chính trước mặt Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là bóng che bên phải chúng con. Giờ đây con tin rằng Ngài cũng đổ thần của Ngài trên các hội thánh chúng con, để mọi hội thánh thật của Ngài gìn giữ họ khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Nguyện sự công bình và bình an của Chúa luôn tuôn đổ trên hội thánh của Ngài. Vì hội thánh của Ngài đã lập nên bởi huyết của Chúa Giê-xu chết cho chúng con. Giờ đây, Chúa đã mở mang nước của Chúa trong những thời kỳ cuối cùng này, để những nàng dâu của Ngài biết ăn năn sám hối quay về với Chúa. Chúa ơi, con tin rằng dầu thần của Ngài đổ trên các hội thánh khắp nơi trên thế giới, và nhất là hội thánh Việt Nam của chúng con. Giờ đây, Việt Nam của chúng con đang tràn lan những dịch bệnh, nhưng con tin rằng sau những chuyện dịch bệnh này, hội thánh chúng con tỉnh thức để quyết ăn năn trở về với Ngài, đem tin mừng của Ngài, tin lành của Ngài rao giảng khắp đất, để chuẩn bị cho ngày trở lại của Chúa, để chúng con biết sẵn sàng chào đón Chúa. Khi Chúa gõ cửa, chúng con sẵn sàng mở cửa cho Ngài vào, Chúa ạ. Con cảm tạ ngợi khen lòng nhân từ của Ngài. Xin cho tất cả những hội thánh trên khắp thế giới, hội thánh địa phương, các hội thánh tư gia giờ đây nao núng lòng ngóng mong ngày trở lại của Chúa. Chúng con khao khát chờ ngày đó mỗi ngày gần hơn, để chúng con nhìn thấy được vinh quang của Ngài trở lại trên đất này. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa, Chúa đã yêu thương chăm sóc chúng con. Giờ đây con tin rằng thần của Ngài đổ trên giáo sư vườn của chúng con, để qua thần của Ngài soi lòng mở trí cho giáo sư vườn chúng con, để chúng con có được những bài học có giá trị trong vườn quốc của Ngài. Con cảm tạ ngợi khen Chúa, xin Chúa hãy chúc lành cho ông để sự mà Chúa mở mang trên hội thánh của chúng con là hội thánh bé nhỏ này. Qua những bài học có giá trị đó, chúng con được mạnh mẽ đi trong ánh sáng của Ngài. Con cảm tạ ngợi khen trong danh Jesus Christ. Amen. 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 Cha ơi, chúng con chúc tụng ngợi khen tình thương yêu của Cha đã đổ xuống trên đời sống của chúng con. Cha ơi, danh của Cha thật là vĩ đại. Danh của Cha, Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài. Hôm nay con được học biết được rằng có hơn 70 danh của Ngài. Cha ơi, danh của Ngài bao gồm hết tất cả vũ trụ này. Danh của Ngài là núi thánh, danh của Ngài là thành thánh, để chúng con được ở trong danh của Ngài. Hội thánh trời thương của chúng con được ở trong danh của Ngài. Cha ơi, chúng con trong đội đặc nhiệm của anh chị em của chúng con ở được ở trong danh của Ngài. Danh của Ngài thật là vĩ đại thay. Cha ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh của Ngài. Chúng con trong danh của Chúa Giê-xu con Cha, chúng con được cứu chuộc. Chúng con được mua chuộc bởi huyết của Ngài, bởi sự sống lại của Ngài, và nhận được vương quốc của Ngài nữa. Ôi thật là tuyệt vời thay cho đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ tri ân và ngợi khen danh của Ngài.
Chúa ơi, trong danh của Ngài, chúng con được dư thừa, chúng con được những sự sắp sẵn mà Ngài đã ban cho chúng con, được năng quyền, được dư dật, được đầy ân điển, ân sủng của Ngài, để Ngài sẵn sàng cho chúng con, để cho chúng con thi hành những mệnh lệnh của Ngài, trao phó cho chúng con vào thời kỳ cuối cùng này, để chúng con biết và tập thành làm theo đúng ý của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa đã tín nhiệm chúng con và sai chúng con ra đi. Chúa ơi, hôm nay chúng con cầu nguyện cho hội thánh. Chúng xin Cha đổ thần của Ngài xuống trên tất cả các hội thánh, bởi vì sự phán xét bắt đầu từ nhà của Cha. Chúa ơi, xin Cha thức tỉnh họ, thức tỉnh các hội thánh trước khi sự phán xét của Cha đổ xuống. Chúa ơi, xin Ngài thức tỉnh tất cả các hội thánh, tất cả những lãnh đạo của hội thánh biết thức tỉnh trong giờ này để chăm sóc cho áo sống của hội thánh. Cha ơi, là nàng dâu, là hiền thê của Chúa Giêsu, ngày mà Chúa Giêsu trở lại sắp đến rồi. Cha ơi, xin Cha tỉnh thức cho tất cả các lãnh đạo biết chăm sóc cho dân của Ngài, cho con chiên biết ăn lời lẽ thật của Ngài, biết ăn lời hằng sống của Ngài. Cha ơi, xin Cha thức tỉnh cho các lãnh đạo, và Cha cũng thức tỉnh tất cả các hội thánh nữa. Và ngày hôm nay chúng con cũng cầu nguyện cho hội thánh trời thương của chúng con mà Cha đã gửi chúng con đến đây. Cha không phải ngẫu nhiên mà Cha lôi, Cha kéo chúng con ra khỏi một giáo hội Hoa Mỹ và giáo hội Công giáo đâu. Cha ơi, Cha đã dùng chúng con khi chúng con bước ra khỏi giáo hội, đã làm rung chuyển cả tất cả những dân ở trong giáo hội ở Houston này. Và không phải là ngẫu nhiên, Cha muốn dùng cho chúng con để làm rung chuyển hết tất cả các lãnh đạo của hội thánh mà đang mang danh của Cha, mà mang danh của Chúa Giêsu, để mà dạy những giáo lý giáo điều nữa. Cha ơi, chuyến này Cha cho chúng con nhận được sứ mạng tiền định của chúng con, bởi vì Cha đã sắp sẵn chúng con, Cha đã chọn chúng con từ sáng thế rồi. Cha ơi, đó là tình thương của Ngài mà Cha sẽ thánh hóa đời sống của chúng con mỗi ngày bằng ân điển của Ngài. Chúng con cùng với Đức Thánh Linh để mà làm cho tấm lòng của chúng con mềm mại, và máu của Chúa Giêsu đã đổ sẵn ra để mà tẩy sạch lương tâm của chúng con, để cho chúng con luôn chạy đến với Ngài, ân điển của Ngài, để mà chúng con được thánh hóa mỗi ngày, không có điều gì chê trách trước mặt Ngài. Cha ơi, trong đời sống của chúng con nhận được tình yêu của Ngài hàng ngày, hàng giờ mà Ngài đã định sẵn cho chúng con trong Chúa Giêsu, để cho chúng con được làm con của Ngài. Đó là mục đích tốt đẹp và ý muốn của Ngài đã dành cho chúng con, để đời sống của chúng con là một đời sống ca ngợi, một đời sống sống trong ân điển, một đời sống luôn công bố sự vinh quang của Ngài cho bây giờ, cho tới đời đời nữa. Ngày mà chúng con được ở trong vương quốc ngàn năm của Ngài và vương quốc đời đời của Ngài, chúng con đều được ca ngợi tình thương của Ngài mà đã dành cho chúng con trong Chúa Giêsu. Cha ơi, trong Chúa Giêsu chúng con đã được một huyết máu của Chúa Giêsu đã chuộc lấy chúng con về rồi. Chúng con được tha thứ tội lỗi rồi. Chúng con đang sống trong ân điển của Ngài, một ân điển cao cả, một ân điển phong phú dư dật, để cho chúng con không làm mất lòng Ngài. Đó là ân điển mà giúp cho chúng con vượt thắng tội lỗi, vượt thắng được cái tôi, cái ta của chúng con, để mà cho chúng con giữ được tấm lòng của chúng con đẹp ý Ngài từng giây phút. Cha ơi, mà Cha cho chúng con có sự khôn ngoan của Ngài nữa, sự tri thức của Ngài, tất cả tri thức đó mà Cha ban cho chúng con, để chúng con cùng với Đức Thánh Linh để giữ tất cả những tri thức của Ngài ở trong tâm lòng của chúng con, chứ không phải để ở trong tâm trí. Tâm trí của chúng con sẽ hay quên. Cha ơi, chúng con sẽ nhận được ân điển của Ngài, sự khôn sáng của Ngài, tri thức của Ngài. Chúng con sẽ giữ chặt vào trong tâm lòng của chúng con, để cho chúng con thực thi được ý của Ngài vào những thời kỳ cuối cùng này. Cha ơi, Cha đã
đã cho chúng con biết bao nhiêu ân điển, ân huệ của Ngài thật là lớn lao và quyền làm con cả nữa. Chúa ơi, chuyện con trưởng nam, mà chính Chúa là trưởng nam, chúng con là đàn em của Ngài, chúng con sẽ dùng quyền trưởng nam đó để mà lãnh chiếm các dân, các nước, trong đó có dân tộc Việt Nam của chúng con nữa. Hội thánh của chúng con đây là đã được sự mặc khải mà qua người thầy giáo của chúng con. Cha ơi, xin Cha tỏ cho chúng con càng ngày càng hơn về sứ mạng tiền định của chúng con đi, để cho chúng con đến lãnh chiếm những các nơi là các vua, những lãnh đạo của các tôn giáo, để cho họ thấy được tình yêu của Cha, mà Cha đã yêu thương chúng con, Cha đã tỏ bày cho chúng con để họ khuất phục với Chúa Giêsu. Cha ơi, để họ ăn năn, để trở lại, để nhận lấy vương quốc, nhận lấy gì? Tin mừng vương quốc, để mà truyền tải cho dân của họ. Cha ơi, chúng con, Cha đã sai chúng con, và chúng con biết chắc được rằng một khi Cha sai chúng con đi trong tình yêu của Ngài, trong sứ mệnh của Ngài, trong quyền năng của Ngài, thì chúng con sẽ lãnh chiếm tất cả những các vùng đó về cho Ngài, vinh hiển được thuộc chọn về Ngài. Bởi vì Cha đã chọn chúng con là người thừa kế cơ nghiệp mà Cha đã định sẵn cho chúng con rồi. Cha ơi, đoạn Kinh Thánh này, hồi con nhớ những năm đầu đời mà con được chạm tới lời, đấy là đoạn Kinh Thánh mà con yêu thích nhất. Ngay khi đi đọc Kinh Lập Tàng, con cũng muốn đọc đoạn này cho những người bệnh, cho những người đám tang. Nhưng mà con không ngờ trong đoạn Kinh Thánh này Cha cho con nhận được một tác nghiệp của mà Cha đã định sẵn cho con. Cha ơi, con cảm tạ, ngợi khen Cha. Trong đoạn lời Kinh Thánh này, Cha tiếp tục tỏ cho con thấy được cơ nghiệp của con. Con cảm tạ, ngợi khen Ngài. Con cảm tạ, ngợi khen Ngài dẫn con đến hội thánh trời thương này để con đạt thấy cơ nghiệp của con. Và cơ nghiệp chính của con là chính Ngài, là chính Chúa Giêsu. Trời ơi, con cảm tạ tình yêu của Ngài sẽ bày tỏ hơn nữa cho chúng con, cho riêng con và cho hội thánh trời thương, Amen. Cho anh chị em của chúng con để đạt được cơ nghiệp này, là cơ nghiệp mà Cha đã dành sẵn cho con, để đời sống của chúng con luôn ca ngợi vinh quang của Ngài luôn mãi. Trời ơi, bởi vì con đã nhận được lời chân lý, lời tin mừng, tình yêu của Ngài rồi. Cha đã đóng ấn tánh thân linh vào đời sống của chúng con rồi. Con cảm tạ và khen Cha. Cha ơi, hôm nay con cũng cầu nguyện cho người thầy giáo của chúng con mà Cha đã sinh ra, Cha đã sinh lại. Người thầy giáo của chúng con trong thân linh của Ngài, trong lời của Ngài. Trời ơi, chúng con cảm tạ, ngợi khen Cha đã đặt để một sứ mạng lớn lao cho người thầy giáo của chúng con, và Cha đã khởi sự người thầy giáo của chúng con bởi tình yêu của Ngài, bởi đức thân linh của Ngài, thì Cha sẽ kết thúc đời sống của thầy giáo của chúng con cũng bởi thân linh của Ngài. Trời ơi, vào những thời kỳ cuối cùng này, những bước đường của thầy giáo của chúng con đi tới đâu thì được sáng tỏ danh của Ngài tới đó, được bước đường của thầy giáo của chúng con đặt chân tới đâu thì vương quốc của Ngài được bày tỏ tới đó, bản chất của Ngài là danh của Ngài, là chính Ngài được bày tỏ nơi đó, và chúng con sẽ cùng nhau để đoạt tất cả các dân, các nước và các linh hồn về cho Ngài. Cha ơi, chúng con tin chắc rằng sự mặc khải của Ngài cho hội thánh của chúng con, cho giáo sư của chúng con, đó là 603.000 triệu 550.000 linh hồn. Cha ơi, chúng con sẽ đạt về cho Cha, vinh hiển được thuộc trọn về Cha. Con cảm tạ, ngợi khen Cha trong danh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. 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 Amen.
Amen. Lạy Đức Chúa Trời, là Cha toàn năng, Cha thiên thượng của chúng con. Chúng con xin cảm tạ Cha đã kêu gọi tất cả anh chị em trong chúng con, trong đội quân đặc nhiệm này, ở khắp nơi, được về nhà Cha là Hội Thánh Trời Thương. Cảm ơn Cha đã chọn Hội Thánh Trời Thương, nơi mà Cha đã đặt để cho anh chị em của chúng con để thờ phượng Ngài trong sự thật và lẽ thật và trong Thánh Linh, để chúng con cũng được Cha tỏ bày cho chúng con cái bản thiết kế tiền định của chúng con, cũng như cơ nghiệp từng cá nhân anh chị em của chúng con qua người giáo sư mà Cha đã tuyển chọn giáo sư. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay con cầu nguyện cho các hội thánh, và đặc biệt là hội thánh ở Việt Nam cũng như hội thánh ở khắp thế giới. Chúa ơi, tình trạng hội thánh hiện nay, Chúa ơi, hội thánh Việt Nam cũng như hội thánh Công giáo Tin Lành và tất cả các tôn giáo, Chúa ạ, xin Chúa thương xót họ, Chúa ơi. Thật là khi mà con nghe chữ tôn giáo là thật sự ghê tởm trước mặt Chúa. Nó đã làm những cái việc của Babylon, Chúa ơi. Và bởi lời Chúa nói rằng là phàm ai đi quá xa và không ở lại trong giáo huấn của Chúa Jesus Christ thì không có Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh. Con trong danh Chúa Jesus Christ, con cũng gọi cơn thịnh nộ của Cha để hủy phá hết tất cả những cái hội đó, hủy phá hết tất cả những cái hội đó và giải cứu những người ở trong hội đó, Chúa ạ. Xin Chúa thương xót đến những hội thánh ở bên Việt Nam, các nhà lãnh đạo, các lãnh đạo trong những hội thánh bên Việt Nam đang bị ru ngủ. Xin Chúa đánh thức các mục sư ở trong những lãnh đạo trong hội thánh mà Chúa đã tín nhiệm, đã giao cho họ. Chúa đánh thức họ để họ không có phải vì yêu thế gian, vì làm những giáo lý tín điều mà xa lạc chân lý của Ngài. Xin Chúa thương xót những hội thánh đó. Và Chúa ơi, tất cả những hội thánh là những người vợ của Chúa. Chúa không muốn vợ của Chúa phải trở nên một cách dơ bẩn và cách ô uế và gian dâm với thế gian và cuồng độ gian dâm với Babylon, Chúa ạ. Xin Chúa thương và giải cứu cho những ngày sâu rót này. Chúa sẽ có Chúa sẽ làm cỏ, làm sạch hết tất cả và lựa lọc cho những người vợ mà Chúa sẽ tuyển chọn trong những ngày cuối cùng. Cái lời Chúa nói rằng là phúc thay và thánh thay dường nào cho những người mà sẽ được dự phần vào tiệc cưới chiên con và được hiển trị trong 1000 năm của Ngài. Thật là tuyệt vời. Xin Chúa cũng làm cỏ và thanh tẩy cái hội thánh Trời Thương, tất cả anh chị em của chúng con, để trang bị cho chúng con và sàng lọc ở trên đất này, để chúng con cũng được đẳng cấp, nhận được cơ nghiệp của Ngài để mà ra đi, để truyền giảng vương quốc của Ngài đến cho tất cả những hội thánh khác, Chúa ơi. Chính Chúa sử dụng tất cả anh chị em của chúng con là ngay cái Hội Thánh Trời Thương này, Chúa ạ. Và chính chúng con là cái miệng, là cái loa để mà loan những cái kỳ công của Ngài, vương quốc của Ngài, Chúa ơi. Xin Chúa thương và chúc lành và chúc phúc đổ đầy tràn xuống trên Hội Thánh Trời Thương của Chúa và tất cả các hội thánh trên thế giới. Và cảm ơn Chúa, con cảm tạ ngợi khen Chúa. Hôm nay ngày sinh nhật của người giáo sư của chúng con. Con cảm ơn Chúa, Chúa đã sử dụng bố mẹ của giáo sư, đã đưa giáo sư, đã đem giáo sư trên thế gian này. Và xin Chúa, nguyện xin Chúa thương, chăm sóc và gìn giữ, bảo vệ bố mẹ của giáo sư, cũng như nguyện Chúa đổ đầy tràn dầu của Ngài và sự thương xót, tình yêu thương của Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài xuống trên người giáo sư của chúng con là mục sư Nguyễn Mạnh Cường, để Chúa tiếp tục sử dụng giáo sư cách sống động trong kế hoạch kế tiếp. Chúa Ngài sẽ đặt để giáo sư tại Hoa Kỳ và làm những việc làm ngoại mục mà chính Chúa sẽ
có những kế hoạch lớn lao cho giáo sư. Xin Chúa thương và chúc lành chúc phúc cho giáo sư, và nguyện tình yêu của Chúa luôn đầy ngập trên giáo sư. Con cầu nguyện với Cha trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn anh chị em yêu quý. Hallelujah. Hallelujah. Cha yêu dấu chúng con. Cảm tạ ơn Cha vì Ngài biến đổi anh chị em chúng con và khiến anh chị em chúng con được có mối tương giao ngọt ngào với Ngài. Chúa, cảm ơn Chúa với công việc thật kỳ diệu của Ngài. Thiên ơi, cả đáp ơn con thật là yêu Ngài và khâm phục Ngài, Chúa, bởi vì công việc kỳ diệu của Chúa. Cả đáp ơn Chúa thật là thành tín, Chúa thật thành tín, Chúa ơi. Chúa thật thành tín, Chúa ơi. Cả đáp ơn biết được Ngài thật nhiều, con yêu Ngài thật nhiều, Chúa. Cả đáp ơn vì Chúa thành tín, Ngài thật nhiều, Chúa ơi. Chúa đưa chúng con lại gần nhau, Chúa, để chúng con thành lập đặc nhiệm của Ngài. Để chúng con làm công việc lớn lao, những việc mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Ngài đã sắm sẵn cho những người yêu mến Ngài, Cha. Hallelujah. Những công việc của chúng con làm không chỉ ở trên đất này, Chúa, bởi những kẻ mà chỉ trông cậy và đấng Christ ở đời này mà thôi thì là kẻ khốn nạn hơn hết, Chúa. Ôi, chúng con làm tất cả mọi sự đó trong sự lập trình của Đức Chúa Trời chúng con. Ôi, đã sẽ đặt trên đất tại các hệ thống niềm tin vào Ngài, Chúa. Ôi, đã sẽ trên hệ thống giá trị vương quốc của Ngài, Chúa ơi. Ôi, đã sẽ trị cả đa bao nhiêu cho sự đời đời trong vương quốc ngàn năm. Ôi, và tất tại điều gì Chúa làm trên đất này, Chúa, nó hướng tới vương quốc ngàn năm và sự đời đời. Hãy trải lòng chúng con tiếp tục tại với Ngài, Chúa. Vì ngày hôm nay chúng con cầu nguyện cho nàng dâu của Ngài, trai nàng dâu mà Ngài đang nóng lòng chờ đợi, nàng dâu mà Ngài đang thổn thức, Chúa, nàng dâu mà Ngài đang vui mừng khôn xiết, Chúa, để chờ đến ngày nàng ngày cưới nàng dâu ấy về làm vợ đời đời của Ngài, Chúa ơi. Tạ ơn Chúa với huyết của Ngài làm sạch tất cả chúng con. Làm sạch của thánh Chúa Sakadabra như có thầy tế lễ của nước Ngài, Chúa ơi. Chúng con có phần trong việc rải huyết Chúa Giêsu Christ. Vì vậy Chúa rải huyết của chính con, Chúa chẳng sống rải huyết của Chúa chúng con, thầy chúng con, chồng của chúng con, Chúa. Urasaka trên toàn bộ chi nhánh của Ngài. Urasakadabra còn công bố sự tình khiết, sự chi tiết trên nàng dâu của Ngài bởi quyền năng huyết Chúa Jesus Christ. Quyền năng huyết của Ngài làm sạch, làm tinh khiết hoàn toàn các chi thể của Chúa. Chúa ơi, chúng con chi thể khác nhau. Bản thân với cá nhân chúng con cũng như hội thánh trời thương cũng như tất cả hội thánh khác ở trên thế giới này lại chi thể khác nhau nhưng đồng một thân, Chúa. Chúng con bản thân chúng con cũng thấy có điểm yếu của mình, bản thân chúng con cũng nhìn thấy sự lõa lồ trần truồng của mình, Chúa ơi. Bản thân chúng con cũng nhìn thấy sự không hoàn thiện bất toàn của mình, Chúa. Chúng con cũng thấy được cả sự không hoàn thiện bất toàn của hội thánh trời thương. Vì vậy chúng con không xét đoán ai, Chúa. Chúng con xét đoán trong sự công bình, Chúa, xét đoán trong lòng nhân từ thương xót của Ngài, Chúa, xét đoán trong việc mà phân tách linh hồn, phân tách thần linh, phân tách công việc, Chúa, phân tách thân thể, phân tách thể xác, Cha ơi. Shakadabu trong sự trưởng thành, trong quyền trưởng thành của Chúa. Chúng thấy sự yếu đuối của mình, Chúa, sự có thể dễ bề bị cám dỗ, bị sa ngã của mình, Chúa ơi. Vì vậy chúng con cầu nguyện cho các chi thể khác, Chúa, cho tất cả anh chị em khác cùng đồng đức tin trong thân thể của Ngài, Chúa. Urasai để quyền phép mọi bề của Chúa đã ân điển lớn Ngài, Chúa, để gìn giữ trong mọi cám dỗ, Chúa, như lời Chúa dạy chúng con rằng hãy cầu nguyện như vậy: lại Cha chúng con trên trời, danh Cha tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đoán đủ ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con tha những kẻ nghịch tội của chúng con, và xin chớ để chúng con bị cám dỗ mà cứu chôn khỏi điều ác, Cha. Vì đức của Chúa trở nên vô cùng. Vâng, Ngài đã dạy chúng con là xin cứu chúng con khỏi mọi cám dỗ, Chúa. Xin chớ để chúng con khỏi bị cám dỗ, xin chớ để chúng con bị mất đi sự cám dỗ, Chúa, mà cứu chúng con khỏi tất cả mọi điều ác, bởi vì nước quyền vinh hiển thuộc về Ngài, Chúa. Nước quyền vinh hiển thuộc về Chúa, nên Ngài có quyền, Ngài có vinh hiển, Ngài có lãnh thổ của Ngài, Ngài có lực đại của Ngài, Chúa, để gìn giữ chúng con, gìn giữ hội thánh của Ngài, gìn giữ các chi đấng thế giới này khỏi bị cám dỗ, Chúa. Vì Ngài biết cứu giúp kẻ tin kính khỏi cơn cám dỗ, Chúa ơi, và hình phạt kẻ không công bình, Chúa, để cầm chúng lại
chờ ngày phán xét ngày lớn Chúa ơi. Ô ngài biết cứu giúp chúng con và kẻ tin kính ngài sẽ cả đáp vì chúng con. Ô có sự tin kính sự thỏa lòng là lợi lớn chúng con rồi Chúa ơi. Sẽ cả đáp bằng Chúa ơi. Ô Chúa ơi, ngài nhìn thấy chúng con có rất nhiều cảm xúc cho từ nhỏ nhất Chúa ơi. Ngài nhìn thấy ô có bao nhiêu ý tưởng ô đợt dây cả nó xâm nhập ô nó tấn công chúng con mỗi ngày Chúa ơi. Sẽ cả đáp bằng Chúa ô một năm trời đến cả triệu ý tưởng nó xâm nhập vào não bộ chúng con Chúa ơi. Chúng con đã biết chúng con sống trong môi trường thế gian độc hại là sao. Người biết được dẫn cả những thông tin xấu nó xung quanh chúng con thế nào chưa ạ. Người biết cơ hội cám dỗ nó đầy dậy chúng con ra sao chưa ạ. Nhưng ngày hàng sống đêm ngày cầu thay chúng con Chúa ơi. Trong mọi sự Chúa Giêsu ơi, ngài đã từng trong xác thịt, ngài biết sự yếu đuối xác thịt ra sao. Thời cái ngày các môn đồ của ngài đó Chúa ạ. Ô đơn giản là nhiều khi họ không cầu nguyện nổi Chúa ạ. Ô đơn tâm thần thì họ muốn lắm nhưng sắc thì bị yếu đuối Chúa ơi. Ô đơn bị hậu sợ cho con sắc thì sắc cả đa. Vì vậy Thánh Linh ơi, con cầu nguyện, chúng con cầu nguyện để quyền năng của ngài chính ngài Chúa ạ. Ô đơn đầy ngập cho chúng con. Ô đầy dậy Thánh Linh luôn luôn cho chúng con ở từng giây phút một Chúa ạ. Không phải từng ngày thôi đâu Thánh Linh ơi, nhưng từng giây phút một cho chúng con sắc cả đa trên tâm trí chúng con, trên cảm xúc chúng con Chúa ạ. Ô đôi mắt đôi tai của chúng con, ora trên môi miệng chúng con, sakarabababre trên tư duy chúng con, ora trên đôi tay đôi chân chúng con Chúa, để phạm điều thì chúng con nhìn đều đẹp ý Chúa, phạm điều chúng con suy nghĩ đều đẹp ý ngài, để chúng con nghe chúng con nói chúng con suy tưởng đều đẹp ý ngài. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu, sakarabababre sakadu ora babre trên chuli karabarazakam. Ô trên tất thảy mọi sự phán xét cho con, chúng con mặc cái lòng thương xót, lòng nhân từ của ngài, ô tình yêu của ngài cho đẹp bao phủ hội thánh toàn cầu Chúa trong tình thương xót của ngài Chúa ơi. Shakadabu Urasakwa từ đây, ô ra bao nhiêu thầy tế lễ của Đức Chúa, ô như lính đặc nhiệm ngài cho ô ra sakara và chúng con dồn hết tất thảy, ô chốt ép tất thảy, ô ra các chi thể ngài vào ao vết thất đạt ngài cho Shakad để tắm rửa, để tắm gội cho con khuấy động ao vết thất đạt lên, ô ra sakadabu và thánh linh của Chúa giáng xuống trên ao Bethesda này, ô để tất cả các chi thể của Thánh Chúa trên khắp thế giới này, ô lần nào xuống đó đều được chữa lành cho họ, đều được chữa lành, ô ra xa đầm mặc năng quyền mới của Chúa, ô để sống đời sống thánh khiết, đời sống tin kính cho họ, ô đời sống ô của quyền con trưởng cho họ, sẽ cả đam lên đời sống công bình, ô đời sống của những người mà nhận thức được, biết được Đức Chúa Trời của mình. Ô những người biết được mình là ai, ô những người biết được cơ nghiệp của mình, những người biết được quyền phép đoạt cơ nghiệp đó, và những người ô nỗ lực đồ số sáng để khuất phục các cơ nghiệp đó đi chân của ngài cho ạ, để ngài thực sự là Alpha Omega, để ngài khởi sự những đường tốt lành trong mỗi chúng con, trong chi thể đó thì đều có quyền làm chọn trong ngày khi Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Sakadabanduri uleb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 
đặc biệt cho tất cả các lãnh đạo tâm linh, Chúa ạ. Ôi tất cả những người đứng đầu ở các hội thánh. Những người mà nhận trách nhiệm giao giảng lời Ngài, Chúa ạ. Chúng gọi thần công bình, thần thiếu đốt Ngài để tẩy uế con Ngài Sion. Chúng công bố sự đoán phạt của Ngài trên các giáo sư giả, Chúa, trên tất thể giáo lý giả dối, trên tất cả học viện thần học giả dối, Chúa. Shakadabu tất thể điều gì làm ngăn cản sự đến của Đức Ngài, ngăn cản sự nhận Đức Chúa Trời và vương quốc Ngài, Chúa, đều bị diệt ngay từ này trong danh Chúa Giêsu. Shakadabu Olivi Bara Asaka Adur Ora Chúa rút hết thời hạn của các học viện thần học này, Chúa rút hết thời hạn của các giáo sư thần học này, các hiệu trưởng thần học này, tất cả các tiến sĩ thần học này, tất cả các thầy giáo thần học này, Chúa rút hết thời hạn của họ, để họ không còn giảng dạy giáo lý đều cáng tạo lý giả dối để lừa dối con Ngài Chúa, dâm loạn ăn thịt thần tượng. Chúa rút hết tất cả mà sức lực của con Jezabel, chúc hết tất thảy các sức lực của băng đảng, Chúa là tất cả sức lực của Balaam, Chúa Shakarakis,
trốn ở đâu lô đa đà nát hết đầu sạch người trốn ở đâu
ta nhìn thấy hết các sự sống lý lôi xung quanh ra hãy trả cho nó gấp đôi lôi đó các bạn Thậm chí họ còn giải rác là châu Nam Cực nữa. Thậm chí người còn lên vũ trụ nữa, chúa.
bắt đấy đó Uras da kadabre và sửa sạch họ trong ngài. Hallelujah. Em lên đưa vừa 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 sạch đã sạch em chua được sạch em chua được sạch em pha sạch em chua được cô sạch cảm. Hallelujah. Ô cảm tạ cho tôi yêu. Ô cảm tạ cho tôi yêu. Ô vì ngài đã định không ai bãi được tay ngài đã giang ra không ai dây lại được. Hallelujah. Amen. Ô sự hủy diệt ngài trước mặt ô đã ra cả một cái khung trường của người ô và sự thương xót nhân từ ô đã ra sự thông minh khôn ngoan của ngài chúa trên thân thể của ngài ô vì ngài là người con gái Sion của ngài chúa ngài ưa cửa Sion hơn là nơi ở của Gia-cốp chúa ơi ô đức chúa trời chúa con ngài cửa Sion hơn là nơi ở Sa Quốc. Ô là Sa Ca trong danh Chúa Jesus con công bố cái sứ điệp này đến trên tất cả các thành của chúng ta. Ô rằng ngài ưa cửa thành Sion hơn là nơi ở Sa Quốc chưa? Ô để các hội thánh đó không ở trong vị trí thụ động nữa, chỉ cầu nguyện chờ Chúa đến nữa chưa? Ô không ở nơi ở nhà của mình, ở nơi ở Sa Quốc nữa chưa? Ô không nấp trong các bốn nhà hội. Ô là không nấp như là ô bị ẩn nấp, ô đã khi các dân Madian nó đến nó tiêu diệt dân Do Thái, dân Israel Shakalaba mà bị trỗi dậy, chúa ơi Shakalaba từ ô thủ Peo là một người nhỏ như vậy, ô đã Shakalaba một người nhỏ nhất trong nhà của mình, ô mà nhà mình nhỏ nhất trong cái chi tộc của mình, ô là một chi phái nhỏ nhất, ô đã ba ba như là Soko, ô thì ngài cũng là một dân mạnh chưa, ô bởi vì ngài nói rồi, ô là kẻ rất nhỏ trong họ trong một ngàn, kẻ hèn yếu trở dân mạnh cha ơi, ô vì ngài Đức Giê-hô-va sẽ ngôn là làm điều trong kỳ này của ngài trong danh Chúa Giê-su, ô để kẻ nhỏ nhất ở trong cuộc thánh của ngài chưa, trở một ngàn kẻ hèn yếu trở dân mạnh chúa ơi, ô Rosakara chúng con ra mạng lệnh của ô cho thổi vang ô ra tiếng của ngài cho ô ra sai để triệu tập huy động dân của chúa các bộ khắp bốn phương chúa ơi sakala balabandru ô ra ba nguyện thiên sứ của đức chúa trời ô ra đi và giao giảng ô ra sự điểm đó qua tất cả truyền thông ô mà ngài nói qua chúng con cho qua tất cả các sứ điệp ô ra sakala ngài nói qua chúng con qua tất cả sự làm chứng ô của đối với đặc nhiệm này cha sakala balabandru ô ra ba la ba la saka shila ba la ba la boru koro suko la ba la ba la enti lo koro sakala bandru ô ra ba ô chúa chiếm cửa thành Sion để chúng con thực hiện làm sự ngài ra chúa chúa chiếm cửa thành Sion ra ba ba ô là nơi ở phương bắc chúa là nơi quyền lực chúa ô khi đó thần của ngài mới yên lặng chúa chúa đưa ngựa đưa xe của ngài lên đến phương bắc chúa ơi ô khi đó thần Đức Giê-hô-va mới yên lặng chúa ơi ô là ra cả là vì ngài muốn để ngựa xe của chúng con ô ra sai của ngài cho ô ra tất cả cơ chế hoạt động của ô, con dân ngài cho phải ở phương bắc ô phải ở phương bắc phải ở trên các đỉnh núi cho sai canada thì con thần ngài yên lặng vì ngài muốn dân của ngài ô là khai trị ra ngài muốn dựng chúng con lên ô ra giống ngài để cai trị muôn vật chúa ơi sai cả khi chúng con chiếm phương bắc ô khi chúng con đoạt được ô các ô ra sa canaba thì thần ngài yên lặng cho ô ra sa canabendulo ô ra jura ra sa canabendulo solo ô ra canabendulo như thế thì cha mẹ ô khi con cái vẫn chưa trưởng thành khi con cái vẫn chưa đạt được những đỉnh cao ô ra sa thì cha mẹ vẫn chưa yên chúa ơi ô thì cũng vậy còn hơn nữa chúa khi con cái của ngài vẫn chưa trưởng thành và chưa đạt những đỉnh cao phương bắc chúa thì thần của ngài chưa yên lặng sa canabendulo ô ra sa canabendulo ô trong danh Chúa Giêsu, ô chúa công bố ô sự chuyển thế, ô khỏi vị thế thụ động sang vị thế phản công và chiến thắng trên toàn bộ thân thể của Chúa trên khắp toàn cầu. Ô ra bao chúa cứu vớt tất thảy hội thánh ra khỏi Babylon, tất thảy hội thánh trong vương miền phu tù Babylon mà đang sống ở dòng sông Babylon, chúa cứu vớt họ chúa và đưa họ về Al-Bethesda được sạch trong thánh của ngài. Ô trong nước thánh của ngài, ô chúa cứu vớt tất thảy hội thánh mà khi lần được triệu nam chúa ơi Jacadabandru ô ra sa phẫu thuật não lòng của họ trí của họ chúa ô ra để họ hiểu ra là một triệu nam ô ra Jacadabandru ô ra sa duro ô ra ba 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 ô ra Jacadabandru ô ra sa chơi duro ô ra ba ba ô con cái của Edom các con cái của Edom dân phía sau Jacadabandru ô nếu không ăn nam chúa thì chúng công bố sự hủy diệt của ngài trên phía sau Edom ô vì chúng ta nhà nhà Jacob như là lửa còn nhà Joseph như ngọn lửa chúa ạ ô và sẽ đốt nhà Esau và nhà Esau sẽ chẳng còn chi hết chúa ơi ô ra sa nhà Esau chẳng còn chi hết nhà của những kẻ ô ra sa mà khinh quyền con trưởng của ngài ô ra khinh
khi nơi cửa siêu của ngài, chúa khinh quyền lực của ngài, ora sẽ bị đốt hết sạch không còn chết. Sakana ba bên dưới ora saka ba bên dưới đưa về sẽ anh cho anh bà khi là ba là bồ đề số còn thì cả là ba saka bồ đề cuốn số chưa đưa về. Hallelujah, cảm tạ chúa. Ô vì ngài ora sẽ gần làm thánh một cánh của ngài, ngài rửa sạch và tẩy rửa cánh của chúa nàng sâu ngày đây. Ô vì dự vì ngài cho chúng con được đúc cái bóng tay của chúa giữa các tầng trời làm nền của chúa. Ô cho chúng con công việc, ô ra cho chúng con được cùng đồng công với ngài trong việc làm tẩy lễ con gái Sion, ô ra sẵn cho chúng con được đồng công với chúa ơi trong việc làm thánh hội thánh của ngài, làm sạch hội thánh của ngài, chúa ạ, sạch cả bản thân chúng con thánh sạch, ô bản thân chúng con, ô bao cũng được, ô đưa lò lửa đến của ngài nữa, chúa ạ, khi chúng con đưa cả anh chúng con trong lời nguyện vào lò lửa của ngài thì chính chúng con cũng được trong sạch, chúa ơi, ô thần của ngài cũng vận hành trong chúng con, chúa ạ, ô khiến chúng con không như biển chết, chúa ạ, nhưng khiến chúng con ô như cái dòng sông sự sống, khiến chúng con Amen. Nguồn sự sống mà sống được hàng sống từ đó mà cứ vang ra sống đời cho các dân, cho các nước, chúa trong thần của chúa nguyện tất thảy các anh chị con đều ô nguyện ngài con và rời rộng trong vương quốc của ngài chúa ơi, một cách rời rộng chúa ô ra ra đi qua tất cả cửa hẹp vào cửa hẹp của mình, cách rời rộng chúa ơi, ô ra ra một thần khôn sáng tỏ ra của chúa đầy ngập trên linh đạo đặc điểm ngài thánh của ngài chúa ơi, ô ra thần mạnh sức thần khôn ngoan nguyện thần kính sợ được chúa trời, ô đầy ngập trên chúng con, đầy ngập tất cả chúng con chúa ạ, đầy ngập trong tâm trí chúng con nữa chúa ơi, đầy ngập trên cảm xúc chúng con, đầy ngập trên ô mà công việc trong tay chúng con làm cho đầy ngập trên lãnh thổ của chúng con đang ở, đầy ngập trên tất cả nhà cửa cơ nghiệp chúng con, đầy ngập trên tài sản phi vật thể chúng con chưa ạ, bất kể nơi nào nó cũng ngợi khen chúa, ô bất cả tạo vật nào cũng ngợi khen ngài chúa, vì nó do ngài dựng nên, vì ngài hướng về ngài cả chúa ơi. Hallelujah, cảm tạ cha. Shakada bendru odise entwala abada murukulozo chela bebe ole bebe bebe saka bendru odukulozo ko shila bada bada bendru odru bebe. Ô cha sầu yêu, con cảm tạ chúa tấm lòng của anh chị em chúng con chúa. Ô những người đang cầu nguyện chúc phước cho con. Ô trong ngày sinh nhật này chúa. Ô ngày sinh nhật này chúa. Không nghĩ đến cha mẹ con chúa, nhưng con tưởng nhớ đến ô ngày sinh của từng hội thánh chúa ơi. Ô đến ngày sinh con ra chúa thì ngài cũng sinh ra đạo binh của ngài. Ngày sinh ra những con người tuyệt vời của ngài đâu nữa chúa ơi, ô ngày sinh ra các chi thể của ngài chúa ạ, thì các chi thể chúa nó mọc ra, chúa mọc ra vào đầy sẫy và trưởng thành chúa ạ, ô ra ra cũng làm trong tâm người làm con khá nhận biết ngài chúa ạ, ô ra ra thì con cố gắng nhận biết chúa trong việc ngày sinh của con chúa ạ, ô ra để ngày sinh ô của anh chị em con ngày sinh ô của chi thể ngày sinh shakaram của cái người của đạo binh đặc nhiệm ngài chúa ạ, ô ra ra kada anababrejero ô ra ra thì ngài ăn lương dự chúng con, ngài bồng ngắm chúng con, dầu khi đầu râu tóc bạc thì ngài vẫn cứ bồng ngắm chúng con chưa, vì chúng con được việc ra này làm ra được giữ lên trong ngài để sốt sáng làm mọi việc lành mà ngài sắm sẵn cho chúng con làm theo chúa ơi, tin nguyện của chi thể của ngài chúa nhận thức điều này, nhận thức cao độ điều này và sốt sáng làm mọi việc lành mà ngài sắm sẵn chọn làm theo, sakara đề nguyện các chi thể của chúa chưa, ô khi họ được sinh ra, khi họ được trưởng thành chúa ơi, thì họ sốt sáng làm mọi việc lành, sốt sáng làm tất thảy mọi cái điều mà ngài đã đặt để từ trước sáng thế trong lòng của ngài chưa ạ, trong thời tiền định mà ngài định sẵn cho từng cá nhân, từng chi thể, từng hội thánh địa phương chúa ơi, trong danh chúa Giêsu. Hallelujah, con cảm tạ chúa. Ô ra ra nguyện chúa thăm viếng tất cả chúng con chưa ạ, ô thăm viếng cho tất thảy những ngày sinh nhật trong ngày hôm nay chưa ạ, ô thăm viếng cho tất thảy các hội thánh sinh nhật trường hôm nay, thăm viếng các chi thể của ngài được mọc ra chưa ạ, được sinh ra. Shakada bendru odise entwala abada murukulozo chela bebe. Con cầu nguyện và chúc phước cho các chị em con chưa ạ, chúc phước cho chị bé, chúc phước cho chị chi chưa ạ, ora chúc phước cho con những ngày sinh nhật trong tháng này. Shakada bendru odise ngày thăm viếng chúng con một cách mạnh mẽ nhất chưa ạ, để cho trải nghiệm được ngài một cách sống động, một cách tươi mới hơn nữa chúa ơi, ora vì cho con khác ngài chưa ạ, ora chuẩn khác ngài chưa ạ, ora sakana babrijuru sukuru ora babrijuru sakana barasa chulikana barasa aduru kola bala barasa enchuli bebedru ne. Ô cảm tạ cha, ngày sắp đặt lại đời sống chúng con với kỳ diệu, ngày dựng lên chúng con với đáng sợ lạ lùng chưa ạ, ô mỗi chúng con ô là một ô là
một cõi sáng tạo thu nhỏ của Ngài, Chúa ơi. Ô Ngài dựng chúng con cái kỳ diệu như vậy. Ô ra ra ca la ba li ba lên du ba lên. Ô mỗi chúng con như một ông trời con của Ngài. Ô ra mỗi chúng con như một ông trời con của Ngài. Mỗi chúng con như vương quốc của Ngài, vương quốc thu nhỏ của Ngài, Chúa ơi. Ô như Ngài lớn thế nào, vương quốc Ngài vùng vĩ ra sao, Chúa ạ. Ô thì chúng con, ô cũng tương tự như vậy, Chúa ạ. Ô vì chúng con một vương quốc thu nhỏ của Ngài, Chúa ạ. Ô khiến một trời, ô hay khiến chúng con biết nhìn được lòng của mình, Chúa ạ. Hay khiến chúng con không nhìn bề ngoài, không nhìn được sự bề ngoài, nhưng nhìn trong lòng của mình, Amen. Nhìn thấy mình quý giá, Chúa ạ. Nhìn thấy mình là một cái khối ngọc, ô châu ngọc quý giá, một kho báu khổng lồ của Ngài thế nào, Chúa ơi. Ôi để chúng con không bao giờ đánh đổi những cái gì mà Ngài ban chúng con, Chúa ạ, những cái gì mà Ngài đã định sẵn chúng con, những cái gì Ngài quý, Chúa ạ, những cái gì quý, Chúa ạ, để đổi sự hèn, Chúa ơi. Shakada bây giờ mà chúng con phân biệt rõ đầu điều quý điều hèn, Chúa ạ. Ô để không có điều gì trong thế gian này có thể làm lung lạc chúng con được, không có một quyền phép thế lực nào, không có một sự cám dỗ tiền bạc, ô sắc dục nào, Chúa ạ, có thể cám dỗ chúng con, Chúa ơi. Shakada bây giờ, ô mà kể thì nó cám dỗ thì chúng con vẫn đứng được trong thử thách đó, Chúa ạ. Shakada mà thế thì là có ai là chúng con ngã, vẫn có vực dậy được, Chúa ạ. Ô bởi vì Chúa con biết rằng cái đấng mà Chúa trông cậy là ai. Ô Chúa biết rằng cái đấng mà chúng con sự phó thác chúng con cho ngày đó, Chúa ạ. Ô ra sao vì Chúa biết là người công bình có 7 lần ngã thì vẫn cứ trỗi dậy, Chúa ạ. Ô vì Chúa con biết là ân điển lớn sự thương xót Ngài, Chúa biết Ngài đấng mà dòng thương xót, Chúa ạ, vẫn đầy ơn những kẻ kêu xin Ngài, Chúa ơi. Ô Chúa biết rằng Ngài biết cách cứu giúp những kẻ tin kính. Ô ra ô Chúa biết rằng lòng Chúa hòa quyện lòng của Ngài, Chúa ạ. Ô Chúa thành một với Ngài rồi, nên không có một sự giữ nào, không có cám dỗ nào, ô có quyền, ô có năng lực để có thể tách chúng con ra khỏi Ngài được, Chúa ạ. Ô vì Chúa chiên của Ngài, ô đặt cha đấng lớn hơn đã cho ban Ngài chiến đó, thì không ai không có sự nào thì có thể trên đó là khỏi tay Ngài được đâu, Chúa ạ. Chúa ta vì chúng con được gắn trong lòng của Ngài rồi. Ô chúng con được thế chỗ, ôi với Chúa Giêsu rồi, vị chúng con được giao hoán với nhau rồi, giao hoán với nhau rồi, trao đổi với nhau rồi. Ô đã vị chúng con đời đời trong Ngài, Chúa ơi. Hallelujah. Hallelujah. Ôi chúng yêu cha, chúng yêu Ngài, Chúa. Vẫn yêu nhau, yêu nhau, yêu nhau. Ôi chúng tôi cha cho con Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ơi Chúa Giêsu, tôi kính Ngài, còn hết trách nhiệm Ngài đã đem con với Chúa Thiên Thần, Ngài cho con đúng cây bàn tay của Chúa, để chúng ta cùng dâng trời ngày nắng tươi. Ôi qua tuyệt vời Chúa ơi, con yêu Ngài, con hôn Ngài, ơi Chúa Giêsu, ôm xin Ngài, trọn hết trách nhiệm của con. Ngài đã đem mỗi con ơn thiên năng, Ngài cho con đúng cây bàn tay của Chúa, để chúng ta cùng chơi chơi mơi mơi. Ôi qua Chúa ơi, con yêu Ngài. Chúa thật yêu Ngài. Đã ơn Chúa vì Ngài cho chúng con mũi cho bóng tay của Chúa, đặt lời Ngài mỗi chúng con để sự tập ẩn trời lâm đất đất, Chúa. Ôi Ngài khiến chúng con thành sự sáng trong cuộc tuần, sự cứu rỗi trong đầu cùng đất, Chúa. Thật là vinh dự ở trong đầu đặc biệt. Ô Chúa yêu Ngài, yêu nhau. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn các chị em nhé. Hallelujah. Và tất cả các lời cầu nguyện chúc phước của anh chị em. Sao đây, chú Trông đâu rồi? Chú Trông đâu rồi? Mở đi. À, bây giờ bật lên nào, bật các hình ảnh. Happy birthday! Đâu rồi? Xem anh chị em. Xem đội đặc nhiệm mấy cái ảnh anh chị em up lên đâu đã. Để bật lên xem.
Nhiều lắm ạ. Chúc mừng sinh nhật thầy giáo. Hôm bữa không có, bây giờ có màu hồng cho chị bé nè, còn màu xanh này là cho thầy giáo. Cái màu hồng cho chị bé đó. À, bánh chị Chi làm ngon lắm mà giáo sư ơi. Lúc qua là thưởng thức Chi làm ngon quá. Chi làm bánh đẹp quá kìa. Làm mà. Chi tự làm đó. Chi tự làm á, ông cảm ơn chị Chi nhá. Chị Chi quan là kim cương thầy giáo của chị. Hình như xung quanh đó là kim cương đúng không? Đúng rồi. Còn bánh của chị Hương làm bánh. Ồ, chơi lại không kim cương. Chơi. Như là phải chụp lại cái bánh này để mà up lên trên Facebook cho cho thôi. Yeah. Đúng rồi, đúng rồi, chụp lại thôi. Vâng. Hình chụp bánh của chị Hương. Ủa, bánh Hương bánh gì ở trong cái tô hả? Bánh gì? Chị thấy Hương đi mua bánh đó. Gì gói vậy? Chị Hương có quên lộn lộn. Đây, đó là mày. Bánh người ta khui ra người ta lột, để làm gì? Chút nữa mình khui ra, chút nữa khui ra với anh. Giờ này thổi nến chứ. Cảm ơn anh, yêu các anh chị em thật nhiều, tạ ơn Chúa. À, chú ơi, một sư thổi nến đi thôi. Thổi nến đi. Một sư thổi nha, để một sư thổi. Thổi nha. À, một sư thổi. Một sư thổi được không? Thổi đi ạ. À? Thổi chưa? Thổi từ Ukraine. Thổi rồi. Cảm ơn chưa? Ukraine mà tắt lửa qua mình. Đúng quá. Rồi cắt cho ăn. Amen. Đẹp quá. Cảm ơn. Nhưng mà anh chị em là người mà tôi trả lời đầu tiên. Chụp hình nhiều chúc mừng nhưng không trả lời bất kể ai hết. Tạ ơn Chúa anh chị em. Anh chị em là giáo sư, bánh của giáo sư đâu? À, hôm qua về suýt là tưởng cháy nhà, may quá. Đi buổi sáng đấy, đặt cái nồi canh, đặt cái nồi canh gà bếp xong quên không tắt. Đến đêm mới về thấy bếp toàn cái mùi thôi nhỉ, sao nóng hết cả bếp. Ôi ôi. Và ra cái nồi như đen xì hết luôn, cháy thành than hết luôn. Mày đèn nên là không bị cháy, thế là phải thông báo. Dạ ơn Chúa. Chị bé, happy birthday chị bé nha. Con bé ơi. Cảm ơn Chúa. Ơn Chúa các anh chị em yêu quý. Chị bé màu hồng. Thầy giáo màu xanh. Cắt bánh lâu quá, mọi người cứ chờ này. Cậu Nam, cậu Hiến này đang cứ hồi hộp chờ bánh của anh chị này. Chị Chi làm bánh ngon lắm. Cắt đâu thế? Mấy cắt hả? Cảm ơn chú. Cái bóng chú lọt, nó đợi một sư qua, nó đưa cho một sư ha. Chắc vậy. Để giao cắt. Thế cậu Nam, cậu Hiến đang đợi mấy kiểm dịch cách ly rồi không đi ở đâu được cả. Không ai mời đi. Không ai mời đi. Hồi tối chỗ con trời hứng mưa mà cái sân thượng nó bị ngập, nó rút nước không được, nó chảy ngược xuống dưới phòng con luôn, ướt hay trần nè. Yeah. Đẹp quá. Hư luôn cái wifi. Giờ đang dùng wifi của họ. Yeah. Cẩn thận ở nhà hay bị dột lắm. Bánh lâu quá chị ơi, cầm muỗng sẵn sàng mà chưa thấy bánh nè. À. Đây.
Wow. Chị làm bánh ngon á. Nhìn là thấy ngon mà. Thì cái ngon quá. Anh chú ăn hộ cái xong rồi đánh răng nhé. Hôm xưa chưa đánh răng à? Nó lấy mũa mà. Người ta đang nói ở bên Mỹ mà nè. Giờ ngủ dậy phải đánh răng rồi chứ. Ừ, chị nấu ăn ngon quá chị ơi. Ăn xong rồi đánh răng lại. Chị vừa ăn về. Nào để con quái vô. Để ăn quá nhiều rồi chứ. Ngon quá đi. Chị vẫn ăn tiếp à? Ăn nhiều quá cậu Nam cậu Hiến mà đang. Hiến ơi, anh Hiến ơi, lấy nhanh tay Hiến lên không đây hết bây giờ Hiến. Hiến hôm nay gửi cho giáo sư cái bánh happy birthday chồng yêu. Dễ thương ghê. Ba chị em nhé, ba chị em tạo ra cái hình người đẹp thế. Hơi bé thôi. Cái hình. Thật nhẹ. Hai vợ chồng hưởng quá nha. Ừ, đã. Nè. Ngon chưa? Trong Hiến này gửi cho một cái ảnh happy birthday chồng yêu thế nào đây? ai Hiến yêu mà để chồng yêu vui quá. Hóa ra là thế sắp lấy vợ rồi sao? nói lộn hát bài đi nè. Dạ. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, cảm ơn Chúa. Dễ thương quá. Bánh chị làm là mặn hay ngọt đấy chị ơi? bánh này em thử đâu rồi, sao không thấy? Em thử với chị bé hình đâu rồi bé ơi? Na chùa của Nam. Ê chị Hương ăn tích cực thế nhở? Chị bé hôm nay không đi làm. Hương ăn từ giờ chưa nghỉ gì cả. Chọc ở đây. Để hai dành nhau với chi ạ? Ô, Hiến cũng ăn cái gì nữa? Ngon không Hiến? Ngon. Hiến ăn cái gì? Ngon. Cảm ơn anh, các anh chị em yêu quý. Hallelujah. Wow. Hallelujah. Chị Hương đang ăn gì ạ? Bánh gì? Ăn cái mục sư. Bánh đó, hồi bánh chiều bánh chi mà. Bảo đi mua đó. anh làm à. Chị bé dễ thương quá chị bé. Bánh chị bé đâu? Chị bé em ăn cho chị bé nè. Chị bé nhận được cái em, chị bé tục lên cho chị bé hai, đứng lên chỗ cái bông hồng chị bé chụp hình nha. Gửi cho tụi em. Mọi người chụp hình màn hình chưa? Mọi người chụp hình màn hình chưa? Chưa. Chụp hình. Cô ủa cái bánh đó rồi ta, cô chay để cái bánh lên cái chụp hình màn hình là. Ủa anh hết rồi mà.
À, sao nè. Chụp lại nè, mọi người chụp lại đi. Chụp lại kìa. Okay. Chụp lại nè. Mặt cô bé đâu rồi? Đây. Cười lên. Rồi không chụp rồi, không chụp rồi. Cảm ơn chú, đẹp quá. Đó. Bữa đi đây không? Bữa ba đứa chị em mình mới gặp nhau ha. Mấy năm rồi được có được tấm hình mắc cười. Đẹp quá. Hôm nay giáo sư cứ đi đâu không? Dạ hôm nay là không đi đâu ạ, chưa đi đâu ạ. Chắc là đến ngồi hôm nay sẽ viết viết đơn thôi, ngồi để sáng tác đơn. Sáng tác. Dạ. Mục sư ơi, chào mục sư. Nga bây giờ. Các chị em. Hôm qua. Hôm qua tìm được một cái cuốn sách mà mục sư đưa rất hay đó, chị đưa lên file, chị định là sẽ đọc lên file, chị có nói đó, mục sư thấy không? Vâng, có em thấy. Cuốn sách đó là chị nhiều khi chị một mình chị muốn đọc không hết, chị có đúng không? Đọc trên đó để mọi người cùng đọc chung cho nó nhanh lắm, nhiều khi chị cũng đọc đi đọc lại nhưng mà chưa hết, không có cái động lực, đang muốn đọc chung anh chị em để đọc hết cuốn sách đó chị thích. Hôm qua chị có cái ý là đưa lên để cùng đọc anh chị em cũng tham dự, và chị sẽ đọc cho mọi người nghe. Cảm ơn Chúa. Hiến ơi, Hiến ơi, đang nói chuyện nhưng mà lại có một người gọi điện vô máy, thành ra không biết mọi người có nghe không mình. Vẫn nghe. Nghe nghe. Ừ. Gì vậy Hiến? Một cái cuốn sách của một người con cái Chúa viết viết đó, một sự đưa cho chị đó, chị đang muốn đọc, anh chị em có đọc chung hoặc là vô Facebook chị đọc mọi người nghe, cuốn sách hay lắm. À vậy hả? Dạ. Dạ có. Chị có đưa lên Facebook đó, tại vì mục sư đưa lâu rồi chị cũng đọc được một đoạn rồi, sau đó là kiểu có một mình nó cứ thải một góc. Bây giờ mình nghĩ bụng mình sẽ tập trung nhiều người đọc để mình có cái động lực, để mình có cái thời gian ràng buộc để mình cùng nhau đọc cho nó hết, chứ một mình nhiều khi cái việc này việc nọ mới có việc hư không, nó làm mình không đọc được. Thế chị đưa lên Facebook, chị nói là chị sẽ đọc cuốn sách đó, anh chị em nào muốn đọc thì vào đọc cùng với chị, hoặc là chị sẽ đọc và chị chụp hình lại cho mọi người cùng xem. Chụp hình, nếu như anh chị em nào thích đọc thì chị chụp hình từng trang một, chứ còn cách khác thì chị không biết đưa lên bằng cách nào. Mà để hỏi lại Hiến hoặc hỏi lại Nam coi chỉ cho cái cách có thể đưa cuốn sách lên thế nào, chị em cùng đọc, hay hoặc là những ai không tham gia thì mình sẽ chụp hình cho mọi người đọc hoặc là mọi người nghe. Nếu cuốn sách file mềm thì gửi lên Messenger. Còn em nếu phải cứng, nếu là cuốn sách ở ngoài thì... Sau này mình đọc hết cuốn sách đó, sau này mình thích đọc thêm một cuốn sách này nữa. Thích đọc cuốn sách mà Chúa Giêsu, mỗi người chắc nghe của mục sư rồi, gì tại vì ở đây mình vẫn còn nhiều cuốn sách mục sư đưa mình chưa đọc hết, nhưng mà hôm qua mình lục ra mình thấy rất là hay, tại vì có một mình không đọc được, mình muốn đưa lên để anh chị em cùng đọc, để mình bắt buộc mình một thời gian nào đó để mình phải đọc. Còn chưa đọc mới cứu một sư đưa. thì bởi vậy nhiều khi mình mới đọc cùng thì ra mình mới có quyết định một cái thời gian nào đó để đọc cùng nó mới hết, chứ nhiều khi đọc rồi công việc hư không nào đó làm mình trôi qua mà bao nhiêu sách vở nằm ở nhà không đọc được. Hôm qua con đọc quyển sách Nên Thánh hay quá. Một sư tình hình Việt Nam nó diễn ra như thế nào ạ? Tại không biết cái gọi là sắp tới nó như thế nào, hết quý sao. Việt Nam á, tôi cứ chuẩn bị thôi. Chuẩn bị mà bà con xuống đường tổng khởi nghĩa thôi. nhưng mà nếu mà trong lúc đó thì làm sao mình giải quyết được cái vấn đề mà người ta xuống đường rồi người ta bị lây nhiễm với nhau rồi cái chuyện đấy cần có cái gì đấy để mà làm hạ vào cả hệ thống Babylon mà. Hiện tại thì có một chuyện là con dân của Chúa ấy, họ vẫn chưa chuẩn bị trong cái việc đấy. Còn bây giờ sẽ có khả năng là có chuyện tự phát mà nó có thể xảy ra chứ, chuyện xuống đường tự phát đấy.
không ai chút một nơi thì cũng có nhiều rồi, người ta đấu quá, người ta cứ lên ra tới ủy ban người ta cứ ré răng người đó thôi. Người ta cứ làm thế quen rồi sẽ quen dần mà, họ sẽ quen dần rồi họ xuống đường. Dạ. Để chú đang tập dần họ xuống đường mà. Trong cách mạng ở người dân Việt Nam là trong tiềm thức họ rất sợ xuống đường biểu tình nhá. Cái từ biểu tình, cái từ mà phản kháng là cái từ mà hầu như bị cấm trong tiềm thức của họ rồi. Yeah. Như trong trại sức vật cộng sản mà thì họ cái tư tưởng đấy là hầu như không có. Thế bây giờ đói thì đầu gối phải bò thôi. Họ phải đi thôi mà xuống đường. Cứ xuống dần dần xong quen dần, quen dần, quen dần khi xuống đường. Sau đến lúc nào đấy trong cái thời gian đó, Chúa đang sốc lại dân của Chúa để chuẩn bị làm cách mạng thế thôi. Hay quá. Ơn Chúa. Amen. Nhưng làm cách mạng này ấy, thì vẫn cứ cần đến sự tổ chức, anh em, sự tổ chức của Babylon ấy. Thế Chúa vẫn dùng cả những hệ thống Babylon làm cách mạng đấy. Anh chị ạ? Yeah. Babylon là sự lộn xộn mà. Nên là ngay cả những con của Babylon ấy nó sẽ đánh nhau. Thế nhưng mà mình ấy, là mình ở phía trên, để mình phải là kiểm soát ở phía trên. Tức là trong cuộc cách mạng nhá, thì anh biết là trong cuộc cách mạng đấy thì hầu như là tình báo của Hoa Kỳ hay là các phương Tây đấy, họ đều can thiệp cả. Họ đều ủng hộ một cái nhóm đối lập nào đó. Đưa nhóm đối lập đó lên. Và thậm chí đấy là những cơ quan tình báo đấy họ có thể là liên hệ với cả hội thánh nữa. Tại vì con cái Babylon nó tìm cách để kiểm soát được hội thánh mà. Nó cũng biết là hội thánh là có cái thế lực nào đó, mặc dù nó vẫn chưa nhận thức được rõ thế lực nó mạnh thế nào đâu. Trong tâm linh nó chưa hiểu lắm đâu. Nhưng mà nó vẫn có thể nó đến đi cửa sau đó để nó thỏa thuận với các hội thánh. Nhưng các hội thánh cần phải thoát ra khỏi sự cám dỗ đấy để không bị kiểm soát. Cũng như ngày xưa đấy, ở Ukraine đấy, khi cuộc cách mạng cam anh chị ạ nổ ra đấy, mặc dù là hội thánh của Chúa đã cho nhìn thấy cái làn sóng cam nó phủ lên trên toàn Ukraine nhé, nửa năm về trước khi cách mạng nổ ra, lúc ấy không ai biết là màu cam đâu, sau này khi nổ ra rồi mới thấy tại sao màu cam thôi. Chứ Chúa đưa sự tiên tri trước thôi, và con cái Chúa được tập dượt trong việc biểu tình. Cái sự biểu tình đấy nó kích động cho dân Ukraine đấy, họ dám xuống nước biểu tình, anh chị em ạ. Tức bằng cái cách thức ở Ukraine nó khác với Việt Nam. Cách thức ở Ukraine là hội thánh của Chúa ấy, vì nó mạnh, có hội thánh mạnh rồi mà, hội thánh sứ đồ, hội thánh biết được tình hình nước trời rồi, nên họ mới dám xuống đường biểu tình để làm mẫu cho các dân khác cũng biết xuống biểu tình trong cái ngày cách mạng, trong ngày quyền thế của Chúa. Thì ở Việt Nam ấy thì chưa có hội thánh lớn như thế, chưa có hội thánh mạnh và kinh nghiệm như vậy, nên là Chúa phải làm cách khác là để cho dân nó quen xuống đường biểu tình để đòi lại cái quyền của mình mà. Thì bằng cách khác thôi, bằng cái nạn dịch, nạn đói nào đó thôi. Qua cả việc mà hỗn độn cướp bóc nào đó có thể xảy ra để cho người dân với họ quen dần cái phần đấy, để Chúa chuẩn bị mà Chúa dọn lòng họ đấy, dọn đường, Chúa tìm cách dọn đường cho họ mà, dọn đường đấy. Vâng, Chúa dọn đường cho họ quen. Và trong cái thời điểm đấy thì con cái Chúa phải biết mà hiệp một lại biết không chỉ cầu nguyện mà chuẩn bị đấy, để cũng phải biết liên hệ với một số nơi chính con của Babylon ấy, nhưng mà nó lại làm cái việc mà nó không biết đâu, nó sẽ liên hệ với cả mình nữa, anh chị em. Nhưng mà hãy nhớ rằng mình không bị phục cái quyền nó, mình trên cơ của nó mà, nhưng mà vẫn phải lợi dụng, phải tận dụng nó, bởi vì tất cả mọi thứ là đều tạo vật của Chúa Trời mà. Đừng có bằng cái cách là tôn giáo đến mức mà không phải hội thánh, không cộng tác, không có tiếp nhận. Mà vì vẫn cộng tác với tất cả tạo vật của Ngài mà. Nhưng mà nếu như hội thánh ở Việt Nam không nhận biết được điều đó, không khôn ngoan đủ để rồi lại thì bị cám dỗ sao ạ? Bị cám dỗ thì cái lời cầu nguyện này chị ạ, cầu nguyện để mà chặn đứt chuyện đó thôi, trong tâm linh ấy. Các hội thánh không có tỉnh táo ra cái lúc đó đó. Thì mình cầu nguyện và mình phế chuất thôi. Chúng ta là tính trách nhiệm mà, chúng ta mang cái phế của Chúa đấy. Có hai lần cách chức sẽ ra một bên, nó sẽ ủng hộ giống như ủng hộ những người biểu tình, một bên sẽ là không ủng hộ. Rồi còn một bên nữa là thụ động, bên nữa là thôi không động đến ai cả, cứ chui bốn bức tường cầu nguyện thế thôi.
không biết chuyện gì xảy ra cả. Cứ không biết lên công giáo là sao nhỉ? Ý chú được lên. Lên công giáo. Nhưng mà hội thánh công giáo sẽ xuống đường biểu tình rất nhiều đấy. Hội thánh công giáo họ được tập dượt. Dân công giáo đấy họ tập dượt trong chuyện họ xuống đường rồi. Các cha đạo đấy họ tập dượt trong chuyện xuống đường rồi. Họ sẽ làm gương đấy. Họ đi đầu đấy. Còn lại cái hội tin lành khá cách đấy thì là chập chẹm chỉ phía sau thôi. Thì ngồi đấy mà có gì là sao nhỉ? Gọi là nói chung là thụ động, khá thụ động. Hồi đó có Linh Mục Nam á, ông cũng hăng hái lắm. Vâng. Thời điểm hiện tại là ở Việt Nam coi như là người ta coi như là hết trơn rồi. Người ta coi như là chỉ có chịu đi ra ngoài đường xin đồ ăn thôi chứ ở nhà là chết đói hết. Hai tháng không làm rồi tiền trọ, tiền nước các kiểu coi như là sạch túi rồi. Giờ một là ra đường xin ăn. Hai là ngồi ở nhà chờ không biết chờ cái gì. Dạ, tôi vừa xin cầu nguyện xin Chúa làm những chuyện như là cái thời gì nhỉ, cái thời mà bốn người bị phun đấy, họ tưởng rằng là họ chắc chết rồi, thời Elise đấy. Không có gì, đằng nào cũng nghĩ là chết mà thôi, đành phải ra thôi, thì sẽ thấy đạo binh nó đánh giết nhau nhỉ. Nên mình trong cái là cầu nguyện mình là hỗn độn lên mà cái tư tưởng đấy, hỗn độn tư tưởng để cho chính Babylon nó sẽ trở gươm để diệt nhau. Amen. Binh lính của Chúa chỉ việc là nhận chín lợi phẩm thôi. Chúng ta nhìn thấy cả cái chuyện đó đúng không? Elise là cái ông mà có quyền trưởng nam đấy, mà học trò của Eli đấy, được quyền trưởng nam đấy. Đấy, nói tiên tri đấy. Rồi có cái quan gì đấy mà lầm bầm bảo làm cái chuyện đấy. Thế xong ông nói là thế người sẽ chết trong này đấy. Xong rồi khi mà người ta phát lương thực đấy thì quan mở cửa ra ấy, thì bị dân nó giẫm chết đấy. Dạ đúng rồi. Thế còn nhớ không? Dạ. Nhớ. Yeah. Đấy. Giờ ông nói ông không tin. Không tin mà. Không tin là dân giẫm chết luôn. Phải lúc đấy là đầu tiên mọi thứ đang đắt đỏ đúng không? Xong rồi giá cả thì hạ thấp xuống luôn, bán rẻ luôn. Vì lương thực có nhiều. Nhưng mà đấy là lương thực có nhiều vì cũng chuyện xảy ra đấy là Chúa làm cho dân đấy, dân quân địch nó hỗn độn nhau đúng không? Dạ. Yeah. Đấy, nên là Babylon là sự hỗn độn mà anh chị em ạ, sự lộn xộn mà. Lộn xộn. Nên là chúng ta khi nói về Babylon ấy là chúng ta phải hiểu nó là sự lộn xộn đấy, nên chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện chống nó là chúng ta biết rằng chính nó sẽ diệt nhau mà, đảng cộng sản diệt các tôn giáo khác, đấy, nó diệt nhau, tất nhiên nó cũng đánh cả dân Chúa nữa, nhưng bản thân nó đánh nhau nữa, và Chúa dùng cách đó để mà diệt Babylon thôi. Nhưng mà cái đấy nó không có lúc mà tiến trình lịch sử nhanh, nhiều hội thánh có thể không phản ứng kịp. Biết họ phải làm giờ gì? Nếu mà tình hình tới mùa đông thì nó sẽ căng hơn, đại dịch thì chắc chắn nó sẽ không giảm xuống bao nhiêu rồi, nó chạy hết vùng này tới vùng khác. Không ở Sài Gòn thì cũng ở chỗ Đà Nẵng hay Hà Nội hay chỗ khác. Mà tới mùa mưa, mùa bão nữa thì xong luôn. Rồi mưa, bão, các thứ dịch nhiều lắm. Dân đói thì kiểu gì xuống đường thôi. Kể cả là họ bị ngu dân đến mấy đấy. Nhưng đói quá họ vẫn cứ phải xuống đường. Còn phần chúng ta vẫn cứ phải công bố lời Chúa ra và ủng hộ những cái trang mạng xã hội nào đấy mà họ đang gọi là truyền tin để khai trí dân đấy. Kể cả những trang mạng xã hội đấy họ không phải là người tin Chúa mà kệ. Nhưng mà cái gì có ích đấy, để mà khai thông dân trí đấy, thì chúng ta cứ gọi là tích cực chia sẻ trên mạng xã hội thôi anh chị em ạ. Mặc dù nó không phải đặt về gọi nói về lời Chúa hay nói gì thì mang tính chất tín ngưỡng tôn giáo đấy, tính chất đức tin đấy. Nhưng mà để mà họ nhìn thấy cái bản mặt thật của cộng sản ấy. Và nhìn thấy cả sự hỗn độn nữa. Để mà họ giúp nhau xuống ấy. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ thấy chỉ đưa những cái cảnh an bình thì chẳng hạn đấy. Cảnh mà mang tính chất là có vẻ là tích cực đấy. Là dân họ nhìn thấy thì họ thấy ô bình thường, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà khi bây giờ anh chị em hình dung xem, bây giờ trong các mạng xã hội nào đó, chỗ nào mở lên cũng toàn thấy là dân xuống nó biểu tình về cướp kho thóc chẳng hạn đấy. Chỗ này là nổi dậy, chỗ kia nổi dậy, chỗ này đói này, chỗ này là cộng sản là đàn áp bức này, thôi
thế dân họ sẽ phản kháng mà. Cái đấy nó dần dần nó vào tiềm thức họ. Vì thế tại sao cộng sản nó rất sợ mạng xã hội đấy, nó phải tìm cách để nó kiểm soát truyền thông đấy. Cái hội tư bản đỏ là Vượng Lam đấy cũng rất láo cá là họ tìm cách kiểm soát truyền thông ấy chứ. Giống như cái trận hai hôm vừa rồi ở Bali, ở Afghanistan. Vâng, Afghanistan đấy à? Dạ. Chắc cả thế giới Việt Nam cũng thấy được cái sự đó, chắc cũng nhớ lại thịnh. Nhớ lại ngày cách mạng, ngày cộng sản ngày xưa đúng không, 30 tháng 4. Dạ. Yeah. 75. Vâng, khiếp quá à. Nhưng cái điều đấy ngày đấy chắc là chú Trung trải qua rồi, chú Trung biết. 30 tháng 4 hả? Dạ. 30 tháng 4 lúc đó là gia đình ra ngoài khơi, ra ngoài khơi có thợ có thuyền đấy, ra ngoài khơi tránh bom đạn. Như một cái làng đánh cá là ra ngoài khơi hết. Còn người nào á, người nào là được tàu Mỹ vớt á thì cứ việc vớt, còn người nào mua ở lại thì ở lại thôi. Lúc đó là người ta đi vượt biên rất là nhiều. Là lúc là tàu Mỹ rồi tàu nước ngoài người ta vớt á, là 30 tháng 4 là ấy. Còn người nào, sau cũng có số người ở lại. Rồi còn bé chỉ nhớ lăng máng vậy. Nhưng mà cái điều đấy, đấy anh em cũng để ý đấy, cả cách thức mà khi mà chú ở Việt, cách thức của Việt Nam nhé, cách thức ở Afghanistan nhé, khi mà Hoa Kỳ cũng đồng minh đấy, phương Tây đấy, có vẻ rất mạnh đúng không, họ can thiệp vào đó, họ thua, họ bại trận. Cái điều đấy cũng nói tương tự như là những cái gọi là học thuyết tin lành cứu rỗi mà được phát xuất phát từ các nước quốc gia Hoa Kỳ tiên tiến ấy là lỗi thời rồi, không đủ để thắng các tà linh đâu. Qua chuyện đó đấy mình cũng nhìn thấy đấy các quốc gia phương Tây và quốc gia Hoa Kỳ nhé, là quốc gia mà tin lành rất là phát triển đúng không ạ? Thì nó cũng phản chiếu ngàn người vâng ạ, nó phản chiếu điều gì đó, tức là cộng sản và Hồi giáo. Đấy, chính là hai cái điều ấy mà ngày xưa ấy, ở trong lòng tôi ấy, là tôi phải làm sao diệt cộng sản Hồi giáo, mà hai cái kẻ mà mạnh, khá mạnh đấy, hai kẻ mà gọi nặng ký nhất, nặng ký là cộng sản Hồi giáo của thể hiện của Antichrist đấy. Thế thì đây chúng ta nhìn thấy luôn đấy, là để những cái tin lành gì đấy từ phương Tây, cái tin lành, cái học thuyết tin lành đó từ phương Tây, từ Hoa Kỳ đấy, không đủ để diệt nó đâu, không diệt nổi nó đâu. Nên vì thế cần một cách thức khác đấy, mà Chúa cho chúng ta tin lành nước trời đấy, mới diệt được. Mới làm được, phải diệt con cái Babylon đấy, mới diệt được. Hôm qua đấy để bài học đúng không? Bên kia nó không có chút ý chí chiến đấu mà. Đấy thì cũng vậy đấy. Bên Taliban nó ý chí nó mạnh quá. Đúng không? Đấy, cái điều đó để nói ra là cái tin lành mà cứu rỗi đấy, nó không cho con cái Chúa ý chí chiến đấu mà. Dạ đúng rồi. Nó đẩy con cái Chúa chỉ chui bướng tường để cầu nguyện, đợi lúc nào đó. Đợi lúc nào đó thì là Chúa đến cứu, Chúa cất người ta về, thế thôi. Anh em cứ bật các loại kênh của họ mà xem, quay trả các mục sư xem. Trong cái đại nạn ấy, họ chả biết chiến đấu, họ chỉ biết là cầu nguyện để mà Chúa bảo vệ, sau đó là đợi Chúa đến, thế thôi. Họ cầu nguyện là trận đại nạn đại kia đủ các thứ, con Chúa chỉ thụ động ngồi một chỗ cầu nguyện đợi Chúa đến. Anh chị em để ý ngay, kể cả là trong cái nhóm thì có dược sĩ Hoàng Lê ở trong trong đấy đấy, trong cái nhóm Giêsu vua đấy. Ớt Hoàng Lê vào đấy, thì Hoàng Lê có chia sẻ cái những cái sứ điệp gì đấy mà Hoàng Lê nhận được từ từ Chúa. Cho Hoàng Lê nói đấy, về vaccine chống virus Trung Cộng đấy, thì tất nhiên nó không phải là hoàn toàn hết, hiểu chưa anh ạ? Chúng ta phải nhìn một cách gọi là thấu đáo, chứ không phải tất cả các vaccine đều là độc hại như là lời tuyên bố cả. Chúng ta luôn phải nhìn các mặt nọ mặt kia cho đa diện mà. Không phải tính chất của vaccine nó đều độc hại như thế cả. Tất cả loại vaccine độc hại như vậy cả, nó phản ánh một phần nào đúng là đó thôi, để chúng ta không có gọi là chống tuyệt đối vaccine mà không ủng hộ tuyệt đối nó. Chúng ta chỉ nhớ là chúng ta chỉ có chống tuyệt đối ma quỷ, vương quốc của nó, và chống và ủng hộ tuyệt đối là nước trời, thế thôi. Thế còn khi Chúa mình bảo mình làm thì mình làm cái đấy. Dạ. Kể cả mình ăn đồ độc mà Chúa thấy nó bảo rồi, mình vẫn cứ thoát rồi hết mà. Thế bây giờ tính về đồ độc đấy,
để mà lóc vào đồ đọc ấy thì không thoát nổi anh chị em ạ, đúng không ạ? Thoát nào được? Cái người mà họ cứ nói là gì nhỉ, ăn đồ eco chẳng hạn đấy, không thoát nổi đâu. Thì tôi họ lái xe là họ bị mất eco rồi, là phá môi trường rồi, lái xe ô tô đấy. Khí thải chắc chắn nó có mà, cứ nhưng có khí thải của động cơ nó phát ra chắc chắn nó khó thôi, làm sao thoát được. Rồi kể cả mình không lái xe, mình đi phương tiện đấy thì cũng bị rồi. Nên là để mà gọi là thuộc thể thì không bao giờ hoàn thiện đâu. Nên mình phải nhìn cái thuộc linh, nhìn cái bài học của nó để mở rộng ra, chứ không thể là cấm động, cấm sờ, cấm mó được. Nên vì thế vaccine ấy, mà nếu cần thiết là mình cứ tiêm mà. Tại vì chúng ta có ấn chứng của Đức Thánh Linh rồi, mình thuộc của Chúa rồi, nên chẳng có sợ cái dấu nào hết, dấu con thú nào nó tiêm vaccine vào đấy để như là cái lời truyền bá của những cái thông tin đấy gây gớm gớm gì đấy, để mà hù dọa những người không biết, không có dấu của Đức Thánh Linh thì họ mới sợ thôi. Là chúng ta đến đặc nhiệm, chúng ta biết dấu của Đức Thánh Linh rồi, Chúa đóng dấu cho chúng ta rồi, chúng ta thuộc về Ngài rồi, nên là chẳng có chuyện gì cả. Nếu mà cần đi đâu đấy, cần dấu Thánh Linh, cần thì cần tiêm vaccine, anh chị em phải đi đâu đấy thì làm. Thì chúng ta làm cho Chúa mà, không phải làm cho cái động cơ của lòng mình đâu, làm cho tư tưởng mình đâu, mà làm cho Chúa. Thì ra mình